Ok, Hùng Lê xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Rất vui được gặp lại quý anh chị nhà đầu tư trong bản điểm tin tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam tuần từ ngày mùng 10 đến ngày 14 tháng 6 năm 2019 thì vẫn hoàn toàn tương tự như vậy. Thì trong cái bản tin của chúng ta sẽ cùng review lại thị trường trong tuần vừa qua, cũng như sẽ có một vài cái phân tích đánh giá xu thế thị trường trong tuần tới, và chúng ta sẽ phân tích một vài những cái mã cổ phiếu. Như chúng ta cũng đã biết là thị trường chứng khoán của chúng ta trong tuần vừa qua, tức là tuần đầu tiên của tháng 6, thì về xu thế chung, thực ra là phiên cuối tuần thì thị trường đã có một phiên đánh lên rất mạnh. Tuy nhiên những cái phiên ở đằng trước đó, phiên ngày thứ tư và ngày thứ năm, thì đấy là những cái phiên mà có thể nói là đẫm máu ở trên thị trường. Và gần như là các cái mã cổ phiếu của chúng ta đã có những cái phiên rơi rất là mạnh, và sau đó thì đã có những cái lực cầu để lấy lại. Và chỉ số VN Index của chúng ta thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là trong tuần vừa qua có những phiên VN Index của chúng ta gãy đến vùng chạm vùng 940, tức là đã thủng qua vùng 950, là cái vùng hỗ trợ trong ngắn hạn của VN Index của chúng ta. Còn về HNX Index thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Và nhìn chung trong tài khoản của chúng ta, trong tài khoản, nếu những anh chị nào mà đánh chứng khoán cơ sở, thì nhìn chung trong tuần vừa qua là một tuần mà tài sản của chúng ta sẽ bị giảm đi, và giảm đi tương đối nhiều. Thậm chí là khi mà có những cái nhịp đánh rung rũ thì những cái mã cổ phiếu, ví dụ như là VGI hoặc là một số cái mã cổ phiếu khác, thì các anh chị đã không còn giữ được nó, và các anh chị đã bán ở những cái thời điểm mà thị trường rơi rất là mạnh. Thì với thị trường chứng khoán cơ sở thì gặp những cái khó khăn, và đối với mảng phái sinh thì nó lại là thuận lợi của phái sinh, bởi vì đối với phái sinh thì chúng ta có thể đánh được cả hai chiều. Thì về cơ bản là trong tuần vừa qua thì trên room chứng khoán cơ sở thì chúng ta cũng không có quá nhiều các cái thông tin. Chủ yếu là Hùng có đánh giá lại một số các cái thông tin mà về thị trường chung thôi. Còn các cái mã cổ phiếu thì gần như là chúng ta không có các cái mã cổ phiếu để chúng ta mở mua. Còn đối với room phái sinh thì các anh chị đánh phái sinh thì vẫn hoạt động rất là hiệu quả, bởi vì là phái sinh thì chúng ta cũng có những cái xu thế đánh lên và xu thế đánh xuống đó. Và trên room phái sinh thì trong team của Hùng Lê thì có những anh chị là những người có những cái kiến thức kinh nghiệm rất là tuyệt vời, thì có thể là khi mà thị trường chứng khoán cơ sở gặp khó khăn thì các anh chị của chúng ta cũng có thể nghiên cứu để chúng ta có thể trending ở trên bên mảng phái sinh. Và nói như vậy thì không có nghĩa là chúng ta cứ chuyển tiền vào phái sinh là chúng ta đánh phái sinh. Chúng ta cũng cần phải có những cái kiến thức nhất định, chúng ta cũng phải học đó, và chúng ta cũng phải có những cái kiến thức cơ bản nhất về phái sinh, ví dụ như lệnh long là thế nào, lệnh short là thế nào, ví dụ như vậy đó. Và những cái chỉ số chart lên ở trên này, ví dụ long ở 868.8 thì chúng ta cũng cần phải hiểu được là cái chỉ số 868 đấy nó như thế nào, nó hoạt động như thế nào. Và những cái kiến thức về ví dụ như là các cái tỷ lệ tiền, tức là tiền ở bên phái sinh thì nó lại hơi khác với lại cả bên cơ sở, tức là bên cơ sở các anh chị chỉ cần chúng ta đóng tiền vào tài khoản chứng khoán thôi thì là chúng ta mua bán, nhưng mà bên phái sinh thì chúng ta lại còn có cả những cái khoản tiền ký quỹ ở VSD, rồi cái khoản chuyển lên chuyển về đấy, tất tật, thì đấy là những cái kiến thức mà chúng ta cần phải học trước khi mà chúng ta đánh, chứ không có nghĩa là cứ nộp tiền vào phái sinh là đánh thắng. Cái đấy nó cũng khá là khó. Tất nhiên là ở trong team thì đã có một cái room hỗ trợ khá là chuyên sâu của các anh chị là những người rất có kinh nghiệm ở trong cái lĩnh vực về phái sinh. Thì Hùng có tổng kết lại sơ bộ tình hình thị trường trong tuần vừa qua. Và trong bản tin video số 57 thì Hùng có nhận định là thị trường chứng khoán tiếp tục có những diễn biến xấu ở trong tuần từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 7 tháng 6. Khi mà tại thời điểm Hùng ra bản tin thứ 6 tuần trước thì Hùng có đánh giá rằng cái nội tại
những cái mã cổ phiếu trụ, những cái mã cổ phiếu mà mang cái tính đỡ thị trường, dẫn dắt thị trường thì nó đang ở một cái trạng thái lình xình đi ngang, hoặc là nó có những cái xu thế, nó có thể có những cái xu thế rơi rất là mạnh. Và một số các cái mã cổ phiếu blue chip và một số các cổ phiếu mã dòng dẫn thì tại cái thời điểm đó thì cũng có đánh giá rằng là cái lực rơi nó có thể nó sẽ đến rất là mạnh. Dẫn đến một việc là chúng ta cũng có thể thấy rằng là trong tuần vừa qua có những phiên VN Index của chúng ta đã gãy đến tận chạm vùng 940. Và các cái mã cổ phiếu của chúng ta nếu như không có cái phiên thứ 6 kết tuần thì gần như là các mã cổ phiếu của chúng ta đều đã bị rơi rất là mạnh, bị gãy rất là mạnh. Ok, thì về thị trường chung thì như vậy. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng list lại một số cái mã cổ phiếu để chúng ta có thể có một cái góc nhìn tổng quan nhất về thị trường. Đầu tiên đối với VIX thì trong trong bản tin tuần trước thì cũng có đề cập đến khả năng cao thì có thể VIX sẽ có những cái nhịp test chỉnh và có thể tiệm cận về đây vùng kênh hỗ trợ của VIX, đấy là nó rơi vào khoảng tầm độ vùng giá 110 đến khoảng vùng 112. Tuy nhiên trong tuần thì VIX cũng chỉ chạm cái phiên rơi sâu nhất của VIX ở đây và sau đó thì VIX đã lấy lại ở khoảng vùng 113. Những cái tín hiệu tạo của VIX thì đang khá là ok. Ok theo một cái góc độ có nghĩa là VIX không rơi. Còn xét một cái góc độ để đầu tư thì Hùng không có khuyến nghị các anh chị đầu tư ở cái cổ phiếu VIX này. Và đối với VIX thì ngày hôm nay đã tiệm cận lại cái vùng 117 đến vùng 120 thì lại đi vào cái vùng kháng cự mạnh của VIX ở đây. Và một số các cái tín hiệu khác thì cũng đang cho thấy rằng là dòng tiền của VIX thì đang khá là ok và tín hiệu MACD thì đang có những cái pha chuyển pha xu thế, thì có thể kỳ vọng rằng sang tuần thì VIX sẽ có những phiên đánh lên để coi như giữ nhịp cho thị trường. Còn hiện tại thì thanh khoản của VIX khá là thấp thì đấy cũng là cái đặc điểm của cổ phiếu VIX. Khi mà VIX neo đậu ở vùng giá 100, các anh chị cũng có thể nhìn thấy là khi VIX mà neo đậu ở cái vùng giá đây, từ những vùng nền 100 thì thanh khoản VIX rất là thấp, thì hiện tại là VIX chỉ có đạt được khoảng tầm từ 300 đến 400 nghìn cổ phiếu trên một phiên, thì đấy là cũng điều dễ hiểu đối với VIX. Và VIX ngừng rơi thì cũng là một cái yếu tố để hỗ trợ cho thị trường. Vinhome, đối với Vinhome trong bản tin phân tích tuần trước thường có đề cập đến đây, cái vòng Hùng đang vẽ ở đây, tức là Vinhome có thể trong tuần dự đoán của Hùng thì Vinhome có thể chỉnh về vùng 78 để tích lũy trở lại. Thì trong tuần thì Vinhome đã về đến vùng 79, tức là cách cái vùng đây nó khoảng tầm 1.000 nữa, thì sau đó thì Vinhome đã có những cây nến rút chân ở đây và có lực hồi. Thì hiện tại thì Hùng đang thấy rằng lực hồi của Vinhome khá là tốt, cùng với VIX, lực hồi của Vinhome đang khá là tốt và những cái pha xu thế của Vinhome thì đang bẻ gãy, tức là khả năng thì Vinhome đã test được trong ngắn hạn. Các anh chị lưu ý, trong ngắn hạn thì Vinhome đã test được cái nhịp 79 này khá là ok. Xu thế hiện tại của Vinhome là đang một xu thế lực hồi của Vinhome, thì khả năng Vinhome sẽ hồi vào lại, chạm lại cái vùng kháng cự mạnh ở đây của Vinhome. Vùng kháng cự mạnh của Vinhome ở đây nó khoảng rơi vào khoảng tầm vùng giá 85. Đó, thì Vinhome khả năng là Vinhome sẽ rơi vào vùng 85 đến vùng 86 là vùng kháng cự mạnh ở đây. Thì khi rơi về vùng này thì Vinhome lại có những cái phản ứng tiếp theo, thì chúng ta sẽ kỳ vọng là Vinhome sẽ có một cái nhịp lên như vậy thì nó cũng sẽ ủng hộ tiếp theo cho thị trường. VRE, đối với VRE hiện tại trong những cái bản tin phân tích tuần trước thì cũng có đề cập đến VRE có một cái ngưỡng hỗ trợ ở đây là ngưỡng 34.5. Thì khi cái ngưỡng 34.5 này bị phá vỡ thì trong tuần đã có những phiên phá vỡ về vùng 34, và cũng có thể là cái vùng 34 thì nó sẽ hỗ trợ mạnh hơn đối với VRE, tức là cái vùng 34 là cái vùng hỗ trợ mạnh hơn đối với VRE. Thì một số các anh chị có hỏi Hùng là VRE thì bây giờ xử lý như thế nào, thì Hùng có đề cập đến là cái vùng 34 hạ xuống cái vùng 34. Nếu chúng ta quan sát ở vùng 34, nếu mà VRE có những cái phiên mà đánh khoảng tầm 3 đến 4 triệu cổ phiếu mà giá cổ phiếu giảm mạnh, bung mạnh qua vùng 34 thì cái cơ hội mà VRE đi tiếp nó sẽ không còn. Tuy nhiên đối với hiện tại thì VRE có những lực hồi, nhưng Hùng đánh giá rằng cái lực hồi của VRE này không thực sự là thuyết phục.
Không không thực sự là thuyết phục thì khả năng cao thì Hùng vẫn đánh giá rằng ở trong cái nhịp này thì VRE có thể hồi lên, ở đây sẽ hồi lên khoảng vùng 35, khoảng 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 vùng 35 một tí. Nếu như có những cái nhịp hồi ở đây thì sẽ hồi về vùng 35 một tí, tức là cái kịch bản của Hùng ở đây thì nó sẽ như thế này. Nó sẽ hồi về vùng 35 một tí và sau đó thì lại tiếp tục lại tiếp tục giảm, bởi vì là hiện tại thì Hùng chưa nhìn thấy chưa 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 nhìn thấy cái dòng tiền tốt đến từ cổ phiếu VRE. Tất nhiên nếu như ở sang tuần tới nó có những cái phiên mà nó làm thay đổi cục diện của cổ phiếu thì khi đó thì sẽ có những cái cập nhật ở trên phiên. Còn kết tuần, tức là đến tính đến thời điểm hiện tại thì Hùng chưa thấy có những lực hồi tốt. Đây một cái lực hồi này thì Hùng đánh giá rằng nó không đủ mạnh. Nó sẽ hồi về đâu đó khoảng vùng hơn 35 một tí thì sau đó sẽ tích lũy giảm, là và sẽ có những cái phiên để chúng ta có thể là đánh giá được những cái nhịp tiếp theo của VRE. Vinamilk, đối với Vinamilk thì trong những bản tin phân tích tuần trước thì cũng có đề cập đến cái vùng hỗ trợ ở đây. Đây là cái vùng 100, 125. Vùng hỗ trợ của Vinamilk ở vùng 125 thì là nó cái vùng hỗ trợ trong ngắn hạn khá là mạnh, và cái vùng 125 này thì nếu như bị phá vỡ đi thì Vinamilk lại về ở cái vùng thấp hơn, đấy là vùng ở vùng 120. Trong tuần thì Vinamilk trong tuần vừa qua thì gần như Vinamilk thể hiện cái xu thế là đi ngang. Nếu mà so với nến kết tuần thì Vinamilk có giảm, bởi vì nến kết tuần của Vinamilk đang nằm ở đây là khoảng vùng 128 mà đóng cửa vùng 126, như vậy là giảm khoảng 1.400. Thì trên góc độ hiện tại Vinamilk có một cái ngưỡng hỗ trợ vùng 125 đến vùng 100 125.5. Đó, ở trung bình khoảng vùng 125.5 thì cái ngưỡng này là cái ngưỡng hỗ trợ cuối cùng của Vinamilk. Nếu như vùng này bị phá vỡ thì cái xu thế tiếp theo của Vinamilk sẽ tích lũy ở vùng thấp hơn. Đối với Vinamilk ở trên góc độ hiện tại thì Hùng đang nhìn thấy là Vinamilk chưa có lực hồi, và cái xu thế của Vinamilk ở đây vẫn đang là xu thế giảm. Vẫn đang là xu thế giảm, và khả năng thì Vinamilk Hùng đánh giá là Vinamilk sẽ tích lũy ở một cái vùng thấp hơn. Cổ phiếu VRC, đối với VRC thì trong những bản tin phân tích trước thì Hùng có đánh giá rằng VRC có khả năng sẽ test lại vùng 123. Và trong tuần thì vùng 123 đã bị thủng, vùng 123 đã bị thủng và thậm chí là VRC đã trả lại về vùng nền. Trả lại về vùng nền ở dưới này ở đâu đó khoảng vùng 119. Khoảng vùng 119, giảm sâu nhất ở vùng 119. Tuy nhiên đối với VDC, Hùng đánh giá rằng những tín hiệu hiện tại của VDC vẫn đang khá là tích cực đối với cổ phiếu VDC, và cái nhịp hồi này của VDC thì Hùng vẫn đánh giá là khả năng thì VDC sẽ hồi về đâu đó chạm khoảng vùng giá 130 đến 135. VDC, ok, vẫn vẫn ở đây, vẫn một cái vùng phân tích cùng đây ở đối với cổ phiếu VDC. Khi mà VDC không bị gãy cái vùng nền ở đây, đấy là khoảng vùng nền 115 đến khoảng vùng nền 117. Đây là vùng tích lũy của VDC ở đây, trước khi mà VDC phát đi những cái tín hiệu hiện tại thì Hùng đánh giá rằng cổ phiếu VDC vẫn khá là ok. Những anh chị nào mà đang nắm giữ VDC thì chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ. Còn nếu những anh chị nào mà chúng ta chưa có cổ phiếu này thì chúng ta có thể canh mua ở quanh vùng giá 121.5. Có thể canh mua ở đây quanh vùng 121.5 đến vùng 122 ở đây. 120 21.5 đến khoảng vùng 122. Ok, VDC thì chúng ta có thể canh mua ở đây được, cùng đánh giá vẫn đang khá là tốt. Cổ phiếu BVH. Đối với BVH thì cũng đã liên tục phân tích từ rất là dài rồi, rất là dài rồi, và trong cái nhịp này thì cũng có đánh giá rằng BVH đã có một cái lực cầu bắt đáy khá là tốt ở nền 71.5 đến nền 75. Đây là cái nền bắt đáy của BVH khá là tốt, và cũng đánh giá rằng là trong cái nhịp này thì BVH có thể test ở đây, các anh chị có thể xem lại đây, khoảng test lại về vùng 76 và sau đó thì sẽ có những cái nhịp hồi. Những cái nhịp hồi từ vùng 76 thì Hùng đánh giá là khả năng sẽ tiệm cận đầu tiên sẽ về đến khoảng vùng giá 85 đối với cổ phiếu BVH.
Thì những cái điểm mua, những cái điểm mua của BBH thì lẽ ra là khi mà chạm được về những cái điểm mua đẹp thì của BBH còn vùng giá 76. Hiện tại thì BBH cũng đã có những nhịp đánh lên, và xu thế hiện tại thì cũng đánh giá rằng BBH khả năng là nhịp hồi này sẽ khá là ok, khá là ok, khá là ok. Và những anh chị mà có đã nắm giữ rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ. Còn mở mua mới thì nó cũng bị qua mất cái điểm 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 mà chúng ta hỗ trợ ở đây là quanh vùng giá 76, là mất khoảng tầm 2.000 2.300 2.300 ok. Còn mở mua mới thì cũng được, cũng được. Vẫn hiện tại thì vẫn còn những cái điểm mua mua mới thì có khả năng là sang tuần phiên thứ hai và phiên thứ ba thì thị trường sẽ có những cái nhịp test rung lắc lại, thì chúng ta cũng có thể xem xét đối với mã cổ phiếu BVH. Cổ phiếu Man San MSN. Đối với Man San thì hiện tại nó khá là khó đánh, khá là khó đánh. Thì Man San có một cái vùng lình xình ở đây khoảng vùng 87 đến khoảng trong vùng 88.5. Có những phiên đánh lên và sau đó thì gãy luôn, gãy luôn. Thì với cổ phiếu Man San hiện tại thì cũng không khuyến nghị các anh chị chúng ta tham gia. Man San là một mã cổ phiếu trụ, nó mang tính chất dẫn dắt dòng tiền thôi. Còn trên những cái yếu tố hiện tại thì cũng đang thấy Man San có một cái lực hồi, và cái lực hồi này thì cũng khả năng nếu mạnh thì sẽ chạm về vùng đỉnh cũ. Về vùng đỉnh cũ ở đây đấy là lực hồi thì cũng có thể là chạm về khoảng vùng giá 90, chạm về vùng giá 90, bây giờ 86 có thể hồi thêm được khoảng tầm 4.000 nữa. Còn để khuyến nghị đầu tư thì hiện tại Hùng không khuyến nghị đầu tư cổ phiếu Man San. Dòng dầu khí chúng ta sẽ đi cổ phiếu gas đầu tiên. Thì đối với gas thì trong những bản tin phân tích tuần trước thì cũng có đề cập đến khả năng trong tuần này thì gas sẽ tiệm cận lại về cái vùng tích lũy của gas, đấy là nền giá từ 97 đến nền giá 100. Thì trong tuần thì đã có những phiên đây, các anh chị có thể nhìn thấy nến ở đây, thì đã có những phiên là gas đã đánh về khoảng vùng 100, và phiên kết tuần thì gas đang có một lực hồi. Gas đang có một lực hồi, tuy nhiên là cái lực hồi này thì theo Hùng đánh giá thì cái lực hồi này nó cũng chưa thực sự là mạnh, chưa thực sự là mạnh. Và những anh chị nào mà mua được phiên hôm nay thì ok, chúng ta sẽ nhất trí là chúng ta có thể đánh được những cái lực đánh về T cộng. Nhưng mà khi gas về hồi về khoảng tầm vùng 106, khi gas hồi về khoảng vùng 106 thì đây lại là một cái vùng đây lại là một cái vùng lình xình, thậm chí là có thể đánh được lên đến vùng 107, thì đây lại là một cái vùng mà gas lại gặp những cái vùng kháng cự mạnh, thì chúng ta cũng không còn không không còn quá nhiều cái cơ hội để chúng ta tham gia. Đó, chúng ta cũng không còn quá nhiều các cái cơ hội để tham gia. Còn về cơ bản thì gas vẫn là một cái mã cổ phiếu mà nó giữ nhịp cho thị trường, và cái lực hồi của gas thì đánh giá khả năng là có đủ T cộng, đủ T cộng. Còn mở mua hiện tại thì cũng không khuyến nghị. PVD hoàn toàn tương tự như gas, thì PVD Hùng cũng đã có dự báo một cái kịch bản là PVD có thể chỉnh về đâu đó khoảng vùng 18, tích lũy lại tại vùng 18 và 18.5. Thì trong trong tuần thì có những phiên PVD đã nói chung nếu mà tính đến đóng đóng cửa thì PVD cũng chỉ chỉnh về vùng 18. Tất nhiên trong phiên có những phiên phiên này thì đã thủng qua vùng 18. Và hiện tại thì chúng ta thấy rằng là khi chạm về cái vùng 18 thì là cái vùng hỗ trợ khá là tốt của PVD. Thì PVD đã có hai phiên hồi, và hồi về đâu thì đối với PVD thì cũng chỉ đánh giá rằng PVD khả năng sẽ hồi về đâu đó khoảng vùng 19, đâu đó hồi về khoảng vùng này là khoảng vùng 19.5. Lực đánh mạnh của PVD nếu đánh mạnh thì Hùng sẽ về hồi về vùng 19.5, như thế là vẫn còn hồi được khoảng tầm 1.000 nữa. Chúng ta nếu như chúng ta mua được ở vùng 18, thì chúng ta ok. Còn bây giờ sang phiên thứ hai với phiên phiên thứ hai tuần tới thì như thế là chúng ta đã bị chậm T và lỗi nhịp, thì như thế chúng ta cũng sẽ không thể tham gia. Đối với PVS thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy, cũng có đề cập đến khả năng thì PVS sẽ chỉnh về đâu đó khoảng vùng nền giá 21, về vùng 21, và tại vùng 21 này thì sẽ xem những cái phản ứng tiếp theo của PVS. Và trong phiên cuối tuần thì PVS đã có một cái lực tăng rất là mạnh đẩy PVS tiệm cận lại về vùng 22.6, về vùng 22.6 và lại về lại với cái vùng lình xình ở đây.
Lịch trình ở đây là vùng nào ạ? Vùng lịch trình ở đây là vùng khả năng là sẽ lịch trình ở quanh vùng 23 23.5. Có về được 23.5 không? Khả năng là chỉ về được đến đây. Theo Hùng thì nhịp hồi này của PVS sẽ hồi về được đến đây. Hồi về đây và sẽ xem những cái phản ứng tiếp theo của PVS, và đối với PVS thì Hùng cũng không có khuyến nghị anh chị đầu tư ở trong giai đoạn hiện tại. Và đây là một cái nhịp hồi của cổ phiếu sau những cái nhịp rơi mạnh như thế này, thì cái lực hồi này nó sẽ sau những cái phiên hưng phấn thì nó sẽ có những cái phiên lình xình lại, và cái việc mà chúng ta tìm kiếm để đầu tư sinh lời thì nó cũng khá là khó đối với mã cổ phiếu này. Chúng ta cùng điểm qua mã cổ phiếu PLX. Thì đối với PLX, thì trong số các cái mã cổ phiếu mà Hùng đã phân tích ở trong cái nhịp của mạng ngành dầu khí, thì cái nhịp gần nhất ở đây là Hùng có đánh giá rằng PLX sẽ có thể tiệm cận về vùng 60 68 trước chia, thì sau chia nó rơi khoảng tầm vùng 6, tức là cách cách cái target phân tích ở đây nó khoảng tầm độ 500 đồng nữa. Và sau đó thì PLX đã có những phiên giảm khá là mạnh, và trong tuần, trong bản tin phân tích ở tuần trước thì cũng có đề cập đến ở đây, tức là PLX có thể chạm về vùng 60.5. Những cái bản tin của Hùng Lê thì nó sẽ còn ở trên dòng thời gian và trên trên kênh YouTube, đây tất cả những bản tin của chúng ta thì nó sẽ nằm ở đây và nó sẽ nằm mãi mãi ở trên này. Cái quan điểm của Hùng là đúng hoặc sai, hoặc là nó không không sát, hoặc là nó bị sai, hoặc là nó bị đúng với quan điểm của người này nhưng không đúng với quan điểm của người khác. Ok. Đấy là những cái góc nhìn của Hùng Lê để Hùng Lê chia sẻ cho cộng đồng nhà đầu tư, và cộng đồng nhà đầu tư lấy những cái góc nhìn đó để là để đưa vào cái quyết định đầu tư của mình. Đó, còn Hùng cũng đã chia sẻ rồi quan điểm là gì, chúng ta có những cái đúng, chúng ta có những cái sai. Và cái quan trọng nhất là trên thị trường chứng khoán thì khi chúng ta đúng chúng ta làm gì và khi chúng ta sai chúng ta làm gì, đó mới là điều cốt lõi. Chứ còn 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 lại là một số các anh chị có xem đúng không, chúng ta cũng xem ở trên mạng, chúng ta cũng nhìn thấy những cái quảng cáo hoặc là những cái bài livestream của những các anh chị khác, thì luôn Hùng thấy là các anh chị luôn thần thánh hóa rằng một việc là các anh chị đi theo tôi đi, làm theo tôi đi thì tôi luôn luôn đúng. Thì cái đó Hùng nghĩ có vẻ nó là hơi quá, bởi vì thị trường chứng khoán nó là một cái kênh đầu tư mà nó cái hàm hàm lượng về kiến thức của nó rất là rộng, nó rất là rộng rộng, và thêm vào đó nữa là nó chi phối bởi rất nhiều các yếu tố, ví dụ yếu tố đội lái, đội nhóm, yếu tố về doanh nghiệp, rồi yếu tố về tâm lý của bản thân chính chúng ta đấy, trong quá trình đầu tư đó. Trong quá trình đầu tư thì chúng ta đôi lúc là cái mã cổ phiếu nó đang đi đúng trend đúng sóng nhưng mà nó sẽ có những cái phiên đánh rũ thì chúng ta lại hoảng sợ và chúng ta lại bán nó đi đấy. Thì tí nữa Hùng sẽ có một vài cái ví dụ để Hùng minh họa, vài ví dụ để Hùng minh họa về 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 các cái mã cổ phiếu tương tự như vậy. Thì Hùng muốn 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 chia sẻ một tí là như vậy, thì là tất cả những cái bản tin thì nó sẽ còn ở đây và sẽ không có cái chuyện xóa chỉnh sửa, và nó đúng thì nó đúng và nó sai thì nó sai, bởi vì đấy nó là nó phụ thuộc vào những cái góc nhìn của mình. Góc nhìn của mình tốt thì nó có thể nó đúng, nó sát, và góc nhìn của mình không tốt thì có thể là nó không đúng. Thì đối với PLX khi chạm về vùng 60.5 thì các anh chị cũng có thể nhìn thấy là những cái phiên rút, những cái phiên rút ở đây rất là đẹp. Những cái phiên rút ở đây rất là đẹp, vừa chạm cái kênh hỗ trợ, vừa chạm những có những cái cây nến rút lên. Thì về cơ bản là PLX hiện tại thì cái lực đánh của PLX nó có một cái yếu điểm, hiện tại là dòng tiền thì đang khá là yếu. Dòng tiền đang khá là yếu, chính vì vậy nên là những cái lực hồi ở đây thì những cái lực hồi này thì nó sẽ không bền. Và khi nó rơi lại, nó tiệm cận lại về cái vùng ở đây là khoảng vùng giá 64. Rơi về vùng giá 64 ở đây. Ở vùng giá 64 đây, các anh chị có thể nhìn thấy ở vùng giá 64 đây thì ngay lập tức nó sẽ bị dội về 64 63, ở những vùng này nó sẽ bị dội về. Còn đối với góc độ khuyến nghị đầu tư đối với PLX hiện tại thì Hùng chỉ có khuyến nghị các anh chị là khi chạm về vùng giá 60 trong cái nhịp đánh, trong cái nhịp rũ này thì chúng ta có thể mở mua thăm dò. Chứ còn ở nhịp tại khi mà PLX đã có những cái nhịp đánh lên như này thì cái việc mà chúng ta mở mua mới thì chúng ta cũng không có được nhiều cơ hội nữa.
chúng ta không còn nhiều cơ hội đây nữa. Và như thế thì thay vì cái việc đó thì chúng ta nên chờ những cơ hội khác nó rõ ràng hơn và nó sắc nét hơn đó để chúng ta đầu tư. Còn trên xu thế hiện tại thì Hùng đang thấy PLX có một lực hồi nhưng lực hồi yếu và đường MACD thì nó cũng chưa thực sự cho chúng ta một cái tín hiệu cái lực hồi chắc chắn của PLX. Chúng ta sẽ phân tích thêm hai cái mã cổ phiếu về ngành dầu khí nữa, đấy là BSR. Thì đối với BSR thì vẫn là một cái nền ở đây, nó cũng không có cái gì đặc sắc ở đây cả, vùng 12 đến vùng 12 đến vùng 13 và vẫn là một cái nền tích lũy đi ngang, chưa có nhiều những cái yếu tố đột biến. Thì đối với BSR thì những anh chị nào mà xác định là đầu tư lâu dài thì chúng ta có thể canh những cái vùng giá đỏ để chúng ta mua và mua gom dần. Hùng phân tích tiếp một mã cổ phiếu nữa là PVI, tại vì đối với PVI thì là một mã cổ phiếu mà trước đây thì Hùng cũng đã có phân tích và đề cập đến cái mã cổ phiếu này. Và một số các anh chị thì cũng có hỏi Hùng là bây giờ PVI thì chúng ta sẽ có thể mở mua hay là như thế nào. Hiện tại thì PVI đã rơi về đúng cái nền mà Hùng đã dự báo ở đây. Đấy là nền vùng giá 35. Các anh chị có thể xem lại. Tức là khi mà PVI đã có những nhịp ở trên này thì Hùng có đánh giá rằng là khả năng là đây. Cái hình mũi tên Hùng vẽ đây nó vẫn còn đây. Thì PVI sẽ hội tụ lại ở vùng giá 35. Hội tụ ở vùng giá 35 và PVI sẽ cần có những phiên. Ở đây Hùng sẽ vẽ lại. Ở cận dưới là 35 và khoảng cận trên là vùng 36. PVI sẽ có một cái nền tích lũy tại đây, PVI cần tích lũy tại đây. Và cái việc mà chúng ta mở mua luôn thì chúng ta không cần thiết phải mở mua luôn. Các anh chị lưu ý, nếu những anh chị nào mà chúng ta mua gom thì chúng ta sẽ canh ở quanh vùng giá 35 để chúng ta mở mua gom 1/3 số định mua đối với mã cổ phiếu PVI. Và khi chúng ta mua 1/3 số định mua thì nếu như cổ phiếu nó đúng xu thế, đúng không ạ, thì ok, chúng ta sẽ có những cái phiên để chúng ta mua tiếp khi mà PVI có những phiên vượt thoát vùng 36 đến vùng giá 37. Ngược lại, nếu như PVI bị thủng cái ngưỡng hỗ trợ đây, ngưỡng 35, thì chắc chắn là PVI sẽ về những cái vùng hỗ trợ thấp hơn. Đấy là có thể là PVI sẽ về ở những cái vùng 32. Đó, PVI có thể về những vùng hỗ trợ thấp hơn. Vậy thì chúng ta sẽ cắt lỗ 1/3 số chúng ta định mua. So với việc là chúng ta mua full thì như thế là chúng ta sẽ đảm bảo về an toàn về tài khoản đó. Thì cái mà Hùng Lê chia sẻ ở đây đó là đúng, thì chúng ta sẽ tiếp tục mua PVI 1/3 mua rồi và chúng ta sẽ mở mua tiếp 1/3 tiếp theo và có thể mua hết khi PVI đạt những tín hiệu kỹ thuật tiếp theo. Nhưng nếu chúng ta sai thì chúng ta sẽ phải sửa những cái sai đó, thì chúng ta sẽ bán PVI đi. Thì đó là những cái cách mà Hùng chia sẻ. Và trên thị trường chứng khoán thì cái điều quan trọng nhất đấy là những cái lỗ của chúng ta ban đầu nó thường rất là bé, nhưng mà chúng ta cứ neo giữ nó thì dẫn đến một cái việc là cái lỗ của chúng ta ngày nó mới một càng nhiều thêm. Và không biết được đến khi nào thì cổ phiếu của chúng ta mới có thể quay về lại được cái vùng mà chúng ta mua, và cổ phiếu có thể khi bị gãy chen thì nó sẽ bị gãy rất là dài. Đối với Vietcombank thì các anh chị cũng đã xem những cái bản tin liên tục Hùng phân tích, khi mà Hùng phân tích những cái nhịp hồi ở đây và sau đó thì nhịp hồi về vùng 70 và tiếp tục Hùng lại phân tích tiếp một cái nhịp hồi về đâu đó ở đây là khoảng vùng giá 68.5 đến vùng 69. Thì quan điểm hiện tại của Hùng là Vietcombank đã có những cái mô hình phân phối ở đây, mặc dù là cái lượng hàng phân phối của Vietcombank hiện tại thì Hùng đang nhìn thấy khá là ít ở đỉnh bên này, còn ở phía bên này thì phân phối khá là nhiều, còn ở bên này thì đang phân phối khá là ít, thì có khả năng là đang còn những cái lượng hàng rơi rớt lại thì sẽ phân phối nốt, và sau khi mà phân phối hết thì sẽ có những cái phiên gãy mạnh, để coi như phân phối hết lượng hàng. Thì các anh chị cũng có thể nhìn thấy đây cũng là một cái mô hình mà nó gần giống tương tự với lại Hùng sẽ vẽ lại đây. Các anh chị nhìn thấy ở đây thì nó cũng gần giống với lại ở bên này. Đó, nó cũng gần giống, các anh chị nhìn thấy chưa? Nó gần giống, hai cái này nó gần giống nhau. Thì khi mà sẽ có một cái cách phân phối của Vietcombank thì nó sẽ phân phối ở những cái dạng
rất là nhỏ, và sau đó thì nó sẽ có những phiên gãy. Đối với Vietcombank hiện tại thì quan điểm Hùng là Vietcombank sẽ tiếp tục chỉnh. Và cái nhịp chỉnh đầu tiên thì đâu đó nó đây Hùng đang dự kiến nó rơi khoảng tầm tiệm cận khoảng vùng giá 60 đến vùng giá 62. Thì xu thế hiện tại của Vietcombank thì những khi mà có những cái lực hồi thì chúng ta cũng có thể canh, chúng ta bán. BIDV. Đối với BIT thì chúng ta có thể thấy rằng là khi BIT đã gãy ở cái nền hỗ trợ 33.5 ở trên này, các anh chị nếu mà liên tục theo dõi các cái bản livestream của Hùng Lê thì các anh chị cũng có thể nhìn thấy được là khi đã gãy thì BIT lại đã rơi xuống, và đâu đó thì hiện tại thì có đánh giá rằng cái vùng 30. Hiện tại đây cái vùng 30 là cái vùng mà khả năng BIT sẽ lình trình ở đâu đó đi ngang ở quanh vùng 30 và tích lũy tại đây. Những nhịp hồi của BIT hiện tại thì Hùng đánh giá rằng không thực sự là tích cực, không thực sự là tích cực khi mà dòng tiền vẫn khá là yếu. Dòng tiền khá là yếu và cái quan điểm là BIT khả năng sẽ về lại vùng 30. Vùng 30 thì khi đó BIT sẽ hỗ trợ, có những cái hỗ trợ nào không thì hiện tại thì cũng chưa nhìn thấy có những hỗ trợ nào. Động lực tăng giá của BIT thì không có nhiều, và xu thế thì có thể sẽ là có những phiên tăng giảm đan xen nhau. Chúng ta cũng không tham gia đầu tư ở trong giai đoạn hiện tại. CTG công thương thì có một cái nền ở đây, khi mà Hùng phân tích ở nền 21 thì nền 21 đã có những phiên đánh lên và không thành công, thì đã có những phiên gãy ở đây. Hiện tại dòng tiền đi vào công thương thì cũng khá là yếu, và với một cái lực đánh dòng tiền yếu như vậy thì ở một cái nền giá 20, trước đây thì Hùng đã có đưa ra một cái kịch bản cho các anh chị ở trong bản tin tuần trước, gãy nền 20 thì công thương sẽ tiếp tục đi xuống, còn nếu không gãy nền 20 thì có thể tích lũy lình xình đi ngang và lại về lại vùng 21, và về lại vùng 21 mà dòng tiền không có như thế này thì cũng khá là khó để có một cái nhịp tăng mạnh của công thương. Xu thế hiện tại thì Hùng đánh giá rằng công thương có một lực hồi, nhưng mà lực hồi không mạnh. Có hồi thì cũng có khả năng là về vùng 21 đến vùng 21.5. MBB. Đối với MBB thì khi MBB đã có một cái nền ở đây là nền 21 đến 21.5, và MBB có một cái nền phân phối khá dài ở quanh vùng 22. Đây Hùng đã có phân tích dài cho các anh chị. Thì khi cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của MBB đã bị gãy ở đây thì Hùng đánh giá rằng MBB có thể sẽ tiếp tục bị gãy tiếp, và những cái nhịp hồi của MBB thì những cái nhịp hồi hiện tại thì nó cũng không đủ mạnh. Các anh chị có thể lưu ý là những nhịp hồi hiện tại của MBB không đủ mạnh, và những cái lực hồi này thì khả năng cũng chỉ đủ để đánh T cộng. Tức là ID sau thì sẽ thất bại thôi. Ai mua được, gom được những cái vùng thấp thì có thể khi hồi được và về đến vùng T cộng thì người ta lại tiếp tục người ta ra hàng. Và xu thế hiện tại của MBB thì cũng đánh giá là khá là xấu, nhịp hồi này không thực sự là tích cực. Chúng ta cùng qua mã cổ phiếu STB có gì xuất sắc không? STB thì chưa có những cái gì xuất sắc cả, khi mà dòng tiền yếu và lực đánh thì chủ yếu vẫn là lình trình đi ngang quanh vùng giá 11, quanh vùng giá 11 đến 11, đây khoảng vùng giá 11.5, có thể khi về đến rơi về vùng 11.5 thì chạm về những cái vùng hỗ trợ này thì lại có những phiên đánh lên. Tuy nhiên là những nhịp đánh ở đây thì Hùng đánh giá rằng không thực sự tốt đối với mã cổ phiếu này. HCM. Đối với HCM thì trong những bản tin phân tích trước đây thì có đề cập đến là HCM có thể tiệm cận về đây là vùng bao nhiêu? Vùng 23.5, tức là chạm về kênh hỗ trợ, và có thể từ đây thì có những cái nhịp tích lũy ở đây. Tuy nhiên là vùng 23.5 thì đã bị gãy, và ở đây thì HCM lại đang có những cái lực hồi. Lực hồi này không thực sự là tốt và chúng ta lại chờ HCM ở đâu đó ở một cái vùng hỗ trợ thấp hơn ở dưới này, khoảng vùng 21. Ok, cho vùng 21 đi.
Đây, khả năng là cái lực đánh này không thực sự đủ mạnh và HCM vẫn sẽ tiếp tục chỉnh. Xu thế hiện tại là như vậy, xu thế hiện tại kết tuần là như vậy, vẫn chưa có những lực hồi thực sự đáng tích cực đối với cổ phiếu HCM, SSI. Đối với SSI thì trong bản tin phân tích tuần trước thì cũng có đề cập đến khả năng SSI sẽ chạm về đây. Cái vùng hỗ trợ của SSI ở đây là vùng bao nhiêu ạ? Cái vùng xanh xanh, cái đường xanh xanh này. Đâu đó khoảng vùng 24.5. Khoảng vùng 24.5 thì cái chạm về khoảng vùng 24.5 ở đây. Sẽ đánh dấu lại vùng 24.5. Đó, chạm về vùng 24.5 thì khả năng nó lại có những cái phiên lình xình như thế này thì cũng khá là yếu, khá là xấu. Chưa thực sự là tích cực và cũng không đáng để đầu tư. Hòa Phát sau khi chia, HPG sau khi chia thì như thế nào ạ? HPG sau khi chia, ok, chúng ta tạm thời phải xóa đi những cái này bởi vì là vùng giá, nếu nhớ nhầm là vùng giá 24. Ok. Đối với Hòa Phát đúng không? Trong những bản tin phân tích trước đây, ok, chúng ta đúng hay sai thì nó là lịch sử nó để lại, chúng ta không có cái gì chúng ta phải giấu phải ngại cả. Trong các bản tin trước đây thì có đánh giá rằng Hòa Phát ở nền giá 24, tức là trước chia nó là đâu đó ba ba mấy các anh chị nhỉ, ba ba mấy Hùng không nhớ lắm, nhưng mà bây giờ sau chia nó sẽ là 24, thì cái vùng 24 này là cái vùng có thể xem xét để đầu tư. Nhưng mà sau đó thì Hòa Phát đã gãy trong tuần đúng không? Trong tuần có những phiên gãy vùng 24, và khi gãy vùng 24 thì Hòa Phát đã có một phiên rơi mạnh về vùng 20, gần chạm ngưỡng 22, gần chạm ngưỡng 22, và như thế thì như thế nào? Như thế thì xu thế của cổ phiếu Hòa Phát đã bị xấu đi. Xấu đi, và như thế thì rơi 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 thì Hòa Phát sẽ rơi mạnh các anh chị ạ. Nếu mà như vậy thì Hòa Phát sẽ rơi mạnh, vì sao lại rơi mạnh? Bởi vì là chúng ta nếu mà nhìn ở một góc độ tổng thể của Hòa Phát, Hòa Phát đã có một cái lực tăng rất là mạnh tổng thể từ vùng 5 lên đến tận vùng 35, tức là 7 lần. Và nếu xét ở trong một cái kênh xu thế tăng gần nhất của Hòa Phát ở đây thì chúng ta có thể xét vào Hòa Phát từ vùng 10. Đây, các anh chị có thể nhìn thấy đấy, Hòa Phát đã tăng từ vùng 10. Tăng từ vùng 10 và bây giờ là tăng từ vùng 10 lên đến vùng 35, như thế là cũng đã khoảng tầm độ hơn 200% đúng không anh chị? 200% nếu xét từ vùng 10. Và như vậy thì sau đó thì Hòa Phát liên tục đã tạo đỉnh, thì cái đỉnh đỉnh dài nhất của Hòa Phát đã tạo ở vùng 35, và liên tục là những đỉnh đỉnh sau đây, các anh chị nhìn thấy những cái đỉnh sau này của Hòa Phát đều đã bị thấp hơn và thấp hơn, và chính vì vậy nên là nhìn trên một cái xu thế tổng thể hiện tại thì khả năng Hòa Phát sẽ rơi, và cái ngưỡng hỗ trợ của Hòa Phát ở cái điểm rơi ở vùng 21, tức là sẽ chạm về lại vùng 21, thậm chí là sẽ rơi về vùng hỗ trợ ở đây là vùng 20, 20 đến vùng 21. Đây Hùng vẽ một cái kênh khá là dài để Hùng phân tích cái mã cổ phiếu Hòa Phát, bởi vì Hòa Phát cũng là một cái mã cổ phiếu mà rất nhiều những anh chị chúng ta cầm nắm giữ mã cổ phiếu này, bởi vì nó cũng là một cái mã cổ phiếu đầu ngành về thép đó. Thì có khả năng là trên xu thế hiện tại thì Hùng đang nhìn nhìn thấy là Hòa Phát sẽ bị rơi và sẽ rơi về cái nền hỗ trợ ở đây, là cái nền hỗ trợ của Hòa Phát ở trong cái giai đoạn này có thể sẽ chạm về vùng 20 đến vùng 21. Xu thế hiện tại của Hòa Phát đang khá là xấu. Khá là xấu khi mà các cái chỉ báo kỹ thuật khác của Hòa Phát thì đang đang cho thấy rằng là cổ phiếu này khả năng là đang có những cái lực đánh không thực sự là tốt. Chúng ta cùng đi phân tích mã cổ phiếu FPT. FPT thì sau sau những cái phiên giảm mạnh ở đây thì FPT lực cầu của hai phiên cuối tuần khá là tốt. Và như vậy thì FPT lại đẩy lại được về cái vùng nền hỗ trợ ở đây là quanh nền hỗ trợ 44. Tức là khi FPT đã đẩy lên được nền 44 thì như thế là xu thế cổ phiếu của FPT nó lại tốt hơn, nó lại tốt hơn. Tuy nhiên cái việc là khi FPT tiệm cận lại về vùng đây thì lại đi vào cái vùng đây vùng 45 đến vùng 46, thì những anh chị bắt được ở vùng giá thấp này thì ok.
Vùng giá thấp này thì ok, chúng ta có thể canh để chúng ta chốt lời, nhưng mà những anh chị nào mà chúng ta mua sau thì chúng ta cũng phải hết sức thận trọng đối với FPT. Bởi vì khi chạm về những cái vùng 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 đỉnh cũ này thì khả năng thì FPT lại có những cái phiên nó sẽ lình trình tại đây. Nhưng chúng ta cũng không ngoại trừ những cái yếu tố tạo lập của FPT. Những cái yếu tố tạo lập của FPT thì hiện tại nếu mà xét ở trong một cái xu thế khá dài thì cái vùng kháng cự mạnh của FPT ở đây khoảng tầm vùng 46 46.5, khoảng vùng 46.5. Như vậy thì FPT cũng cách những cái vùng kháng cự mạnh ở đây nó cũng khá là gần rồi, thì quan điểm vùng là chúng ta sẽ không tham gia. Mã cổ phiếu gì? Đối với Z thì phiên cuối tuần thì Z cũng đã có một cái nhịp hồi. Một cái nhịp hồi thì quan điểm hiện tại thì vẫn đánh giá rằng Z sẽ tích lũy lại ở đâu đó khoảng nền nền đáy cũ ở đây khoảng nền 31. Còn cái target mà hồi về trong cái nhịp này ở vùng giá 33.5 đến vùng 34. Thì khả năng thì trong cái lực đánh ngắn hạn của Z thì Z lại hồi lại được về khoảng vùng 33.5 ở đây thôi. Hồi lại được về vùng 33.5 ở đây, như vậy là cũng còn tăng được khoảng tầm 1.000 nữa. Tăng được khoảng tầm 1.000 nữa thì những anh chị nào bắt được đáy, gọi là bắt đáy thì ok, thì chúng ta sẽ có lãi ở đây. Còn quan điểm Hùng là Hùng không có bắt đáy. Những cái mã cổ phiếu Hùng phân tích thì thường là sẽ tìm ở những cái điểm mà nó có một cái nền tích lũy tốt dài để chúng ta có được một cái xu thế đánh nó an toàn hơn. Còn bắt đáy thì ok, chúng ta có thể cầm được cán dao hoặc là chúng ta cầm phải đầu lưỡi dao, thì đầu lưỡi dao thì nó sẽ có thể sẽ bị chảy máu. Đối với Novaland đúng không? Novaland thì trong những bản tin phân tích trước thì mình cũng có đề cập đến là cái vùng mà các anh chị có thể tham gia mua, bởi vì hiện tại thì mình đang thấy Novaland nó cũng đang khá là có những cái dấu hiệu mà có thể có một cái nhịp đánh của Novaland. Hùng đã khuyến nghị các anh chị là chúng ta canh ở quanh vùng 59.5, thì trong tuần thì đã có những phiên mà đẩy qua vùng 59.5 để có thể mở mua Novaland. Thì Novaland đầu tiên thì đây nó có một cái vùng vùng kháng cự đâu đó ở vùng giá 62, thì chúng ta sẽ cùng chờ. Nhưng mà trên cái góc độ hiện tại thì Hùng đang thấy rằng những yếu tố tạo lập có khả năng sẽ đánh Novaland ở trong nhịp đánh này. Và khi cổ phiếu Novaland đi lên thì các anh chị có thể nhìn thấy ở một cái nhịp này, Novaland cũng đi lên khá là dị dạng, tức là đi lên rất là nhẹ nhàng và đi lên gần như không có vol, dẫn đến một cái việc là chúng ta cũng những anh chị mà chúng ta tham gia thì chúng ta cũng cảm thấy nó rất là bất an. Nhưng mà tuy nhiên là Novaland cũng đã có một nhịp đánh từ 50 đến vùng 70, tức là 20.000, cũng là một cái đến tận tận đến 75 đó. Và sau đó thì có một cái nhịp chỉnh giảm, và hiện tại thì cũng đang nhìn thấy có những cái manh mún mà khả năng Novaland ở trong nhịp đánh này sẽ đánh lên. Novaland ở trong nhịp này sẽ đánh lên ở đây, sẽ đánh lên từ đây. Ok, các anh chị lưu ý mã cổ phiếu Novaland. Tiếp theo chúng ta sẽ mà điểm qua mã cổ phiếu VCG. Đối với VCG vẫn là một cái nền ở đây, vẫn là một cái nền ở đây, và Hùng có lưu ý đến nền 26. Nếu nền 26 này bị phá vỡ thì VCG sẽ về ở đâu đó ở một cái vùng tích lũy thấp hơn ở khoảng quanh vùng 22. Còn nếu như vùng 26 này không phá vỡ thì khả năng thì VCG có thể đánh tiệm cận lại về cái vùng ở đây là quanh đâu đó khoảng vùng 27 28.5. Khoảng vùng đâu đó vùng 28.5. Thì đối với mã cổ phiếu VCG hiện tại thì cũng không khuyến nghị các anh chị đầu tư, bởi vì nó rất là mong manh. Cái xu thế giữa việc tăng giảm nó không thực sự là rõ ràng, và một xu thế đi ngang như thế thì nó cũng khá là rủi ro. BMP, đối với Bình Minh thì Hùng cũng đã có phân tích mã cổ phiếu Bình Minh ở quanh cái nền Bình Minh chia, tức là Bình Minh chia quanh cái nền của Bình Minh chia ở đây quanh vùng 44 này, 44 đúng rồi, tức là trước chia
sau chia thì nó rơi vào vùng 44, tức là Hùng đã có những cái đánh giá của Bình Minh ở tại vùng 44, đã có những cái lực cầu khá là mạnh, và ở trong tuần thì Bình Minh đã có những phiên đánh rũ thực sự là sốc. Với những phiên đánh rũ này thì Hùng khẳng định là cũng khó khó chúng ta, những nhà đầu tư nhỏ lẻ chúng ta khó để chúng ta có thể giữ được cổ phiếu. Bởi vì những cái phiên đánh rũ hết sức là mạnh và hết sức là dứt khoát như thế này, và khi chạm về lại ở cái vùng 41.5, 41.5 ở đây thì Bình Minh lại có những phiên hút dòng tiền hút lên thì về cơ bản thì Bình Minh vẫn có một cái nền tích lũy ở đây, nhưng mà cái nền này thì nó cũng khá là dày, thì chúng ta nếu chúng ta đầu tư thì cũng có thể đầu tư được, nhưng mà khi mà cổ phiếu mà gặp phải những cái nền 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 cản dày như này thì cổ phiếu cũng thực sự là khá là khó tăng, và những cái phiên đánh đánh lên đánh xuống như này thì nó cũng rất là khó chịu. Thì Bình Minh hiện tại chúng ta cũng có thể xem xét là chúng ta từ từ hãy đầu tư MWG. Đối với MWG thì cái nhịp phân tích đầu tiên từ vùng giá 82 thì nó MWG đã chạm về đến vùng giá, về cái vùng kháng cự mạnh của MWG khoảng vùng 88.5, và sau đó MWG có phân phối. Thì trong cái nhịp đó thì khi kết thúc bản tin tuần trước thì cũng có đề cập đến là đây, anh chị có thể xem lại ở vùng 84, tức là khi MWG rơi về vùng 84 thì có thể có những phiên rút lên. Ở đây thì cái cơ hội mà MWG tiềm cận lại về vùng đỉnh cũ 90 là còn, nhưng ngược lại nếu mà gãy gãy kỹ thuật ở đây thì MWG sẽ tích lũy ở một cái nền thấp dưới hơn. Đây Hùng đã đưa ra tất cả những kịch bản. Thì trong tuần thì đã chạm về vùng 84 và có những cây nến rút lên. Thì hiện tại thì MWG đã có tức là không bị gãy nền kỹ thuật tại vùng giá 84, thì cái cơ hội mà MWG có thể trong nhịp này đánh đánh chạm về vùng 90 là còn. Các anh chị lưu ý, những anh chị nào nắm giữ MWG thì chúng ta có thể canh ở những cái vùng đó để chúng ta chốt. VGC. Đối với VGC trong những cái bản tin phân tích trước đây của Hùng thì Hùng đã có đề cập đến cái việc là VGC đã có một cái nền tích lũy ở đây. Đấy là một cái nền tích lũy ở quanh nền 20 đến 20.5. 20 đến 20.5, và thậm chí ở đây là có một cái đây này, nó thấp hơn một tí, tức là tầm 19.5. 19.5 ở đây, 19.5. Thì trong bản tin phân tích tuần trước thì cũng có đã đề cập đến, đưa ra hai cái kịch bản đối với VGC. Nếu như VGC bị phá vỡ ở vùng dưới, phá vỡ những cái ngưỡng hỗ trợ ở vùng dưới, thì như thế thì VGC sẽ có một cái nhịp có thể đánh về đâu đó khoảng tầm vùng giá 16. Vùng giá 16, bởi vì khi đó thì kịch bản nó sẽ bị hỏng đi, nó sẽ bị hỏng ở cái vùng 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 phân tích ở đây. Tuy nhiên là trong tuần thì phiên kết tuần ngày hôm nay thì VGC đã đánh vượt thoát cái vùng tích lũy ở đây là vùng 20 đến 20.5, thì như thế là tín hiệu kỹ thuật hiện tại nó lại rất là tốt đó, nó lại rất là tốt, tức là nó lại hình thành được một cái nền tích lũy ở đây, nó không bị gãy kỹ thuật tại đây, và khi không bị gãy kỹ thuật tại đây thì có những cái cơ hội thì chúng ta lại tiếp tục, tức là khi tín hiệu kỹ thuật hiện tại như vậy thì chúng ta sẽ là bẻ kịch bản phân tích của VGC. Tuy nhiên ở tại đây thì Hùng đang cần những cái lực cầu. Phiên cuối tuần thực sự là giá thì đạt nhưng mà lực cầu chưa đạt, và Hùng đang cần những cái lực cầu ở đây để có thể xem là VGC có đánh vượt thoát được cái vùng ở đây là vùng 21. Có những lực cầu mà đánh VGC vượt thoát ở vùng 21 thì như thế là cái sóng, cái kịch bản mà chúng ta phân tích cũ ở đây, tức là sau khi chỉnh về đây và cái nhịp sóng sóng này của VGC có thể đạt được đến về vùng 20, 20 thậm chí là vùng 27 đến vùng 28, thì ok, chúng ta sẽ xem xét những cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo. Và đối với mã cổ phiếu VGC thì cũng đánh giá rằng với tín hiệu kết tuần như vậy là đã hồi phục khá là tốt, và chúng ta sẽ xem cái phản ứng của cổ phiếu này ở vùng giá 20.5, vùng 20 đến 20.5, và một cái nấc quan trọng đấy là vùng 21 cùng với tín hiệu dòng tiền. VGC Hùng đánh giá vẫn là một mã cổ phiếu mà chúng ta sẽ rất là tốt để chúng ta có thể tham gia. Chúng ta cùng xem mã cổ phiếu TV2.
Đối với TV2 thì trong những cái kịch bản mà Hùng phân tích, trong những cái kịch bản Hùng phân tích thì Hùng đánh giá rằng TV2 hiện tại thì TV2 hiện tại TV2 hiện tại thì có những cái nền tích lũy ở quanh cái vùng giá 158, 158 đến vùng 160, và cái kịch bản là có thể trong cái nhịp này thì TV2 vẫn có thể đánh dẫn về ở vùng 180. Thì đây là một cái kịch bản cũng đã phân tích ở trong những bản tin trước. Ok. Chúng ta cùng xem mã cổ phiếu PNG. Đối với PNG thì hình như là PNG chia. Ok, PNG chia dẫn đến là Hùng chưa có cập nhật lại cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của PNG, nhưng hiện tại là chúng ta thấy rằng trong một cái nhịp ngắn hạn thì cái kênh xu thế của PNG đang khá là tốt. Khi mà PNG chạm về vùng giá đâu đó khoảng vùng giá 76, 76 và đã có những cái phiên hút lên. Đã có những phiên hút lên thì đánh giá hiện tại là PNG sẽ có một cái lực hồi ở đây. Lực hồi này thì nó sẽ có thể nó đánh chạm về vùng đỉnh cũ của PNG, đấy là khoảng vùng giá 81.5 đến khoảng vùng giá 82 của PNG. PNG chia. Và cái vùng đối với PNG thì PNG có một cái vùng ở đây cũng là cái vùng kháng cự khá là mạnh của PNG ở đâu đó khoảng vùng giá 82.5, đấy là một cái vùng kháng cự cũng khá là mạnh của PNG. Đối với PNG thì một số các anh chị cũng có hỏi trong tuần, cũng có hỏi Hùng là có mở mua để đầu tư hay không, thì Hùng có đánh giá rằng là chúng ta cần, nếu mà mở mua thì chúng ta cũng có cần chờ khi PNG có những cái phiên tích lũy lại xong, tích lũy lại ở vùng thấp để có thể mua. Thì một số anh chị hỏi là có thể đầu tư lâu dài. Thì thực ra thì đầu tư cơ bản, nếu mà đầu tư cơ bản thì chúng ta sẽ cần phải phân tích nhiều hơn, phân tích về nội tại của doanh nghiệp và phân tích về nội tại của doanh nghiệp. Nhưng có một cái điều khá là mâu thuẫn như thế này, tức là khi đầu tiên khi các anh chị định hướng là chúng ta sẽ mua cổ phiếu này với phân tích cơ bản thì các anh chị không được phép xem bảng điện, hoặc là chúng ta không được phép xem những cái tín hiệu cổ phiếu ở trên thị trường. Nhưng mà khi mà chúng ta đã xem những cái tín hiệu trên thị trường thì có thể, khi mặc dù cổ phiếu cơ bản thì nó có phải đầu tư 3 đến 5 năm đó, nhưng mà trong khoảng ngắn hạn 6 tháng thì chúng ta có thể những cổ phiếu đó nó sẽ bị chịu những cái mức lỗ khoảng tầm 40 đến 50%. Vậy thì khi lỗ đến 40 đến 50% thì lúc đó chúng ta có chịu được cái ngưỡng lỗ đấy hay không? Đó. Cái chính giữa cái ưu điểm của phân tích đánh theo kỹ thuật và đánh theo cơ bản thì mỗi một phương pháp đều có những cái ưu điểm khác nhau và nhược điểm khác nhau, và chúng ta đã xác định theo một cái phương pháp nào thì chúng ta cần phải đi theo những cái phương pháp đó. Tránh những trường hợp những anh chị là đầu tiên thì có chat với Hùng là Hùng ơi đầu tư cái này là theo phân tích cơ bản định giá, ok. Và sau đó sau khi mà nhìn thấy cổ phiếu nó bị rơi, ví dụ như Vinamilk, các anh chị mở mua ở vùng giá 135 đó, và sau đó thì nó rơi xuống đâu đó còn xuống khoảng tầm vùng 120 thì có hỏi là ô thế bây giờ có bán không? Thì rõ ràng một điều là khi chúng ta đã định hướng là phân tích mua cổ phiếu theo đầu tư cơ bản thì chúng ta sẽ phải bán theo cơ bản, chứ không thể chúng ta mua cơ bản mà chúng ta bán kỹ thuật, hoặc là chúng ta mua kỹ thuật mà chúng ta bán theo cơ bản, thì cái đấy nó cũng rất là khó. Ok, thì chúng ta vừa mới điểm lại toàn bộ những cái danh mục, các cái mã cổ phiếu nó khá là cơ bản ở trên thị trường, cũng như một số cái nhóm ngành của ngành chứng khoán, ngân hàng, dầu khí. Thì về trên phương diện kỹ thuật thì chúng ta có thể thấy rằng trong tuần vừa qua VN Index của chúng ta đã có một tuần giảm khá là mạnh. Một tuần giảm khá là mạnh. Nếu như không có phiên kết tuần ngày hôm nay lấy lại, tức là lấp lại cái phần ở trên này, thì gần như là VN của chúng ta đã có một tuần giảm từ vùng 900, kết tuần ở đây là 970, tức là mất khoảng tầm 20 điểm đó, và phiên kết tuần thì đã lấy lại được một phần điểm. Và trong cái bản tin video số 57 thì cũng có đề cập đến
vùng giá vùng VN Index 900 950. Thì đây là một cái vùng hỗ trợ ngắn hạn thôi. Ở cái vùng hỗ trợ ngắn hạn và trong tuần trong trong tuần thì đã có những phiên mà VN Index của chúng ta đã đánh thủng gãy về vùng 940 và sau đó thì hút lên. Tuy nhiên nhìn ở trên góc độ hiện tại, góc độ tổng quan thì Hùng thấy rằng lực hồi của VN Index của chúng ta đã có lực hồi, và cái lực hồi này thì khả năng sẽ đủ để chúng ta đánh T cộng. Thì lúc chiều ở trên Zoom thì cũng đã có khuyến nghị các anh chị là cái lực hồi đó nó sẽ đủ đánh T cộng, và các anh chị cũng có thể là xem những cái mã cổ phiếu trong cái danh mục của team, thì chúng ta cũng có thể là những cái mã cổ phiếu đã rơi mạnh và gặp những cái điểm hỗ trợ chúng ta có thể mở mua lại. Thì tí nữa cũng sẽ phân tích lại. Thì cái lực hồi của VN Index ở đây chúng ta cũng có thể thấy rằng là cái lực hồi này thì Hùng đánh giá rằng không thực sự là thuyết phục. Tại sao lại không thuyết phục? Bởi vì là dòng tiền thì hiện tại đang khá là yếu sau những cái phiên hồi phục như này, và hồi phục lại thì hiện tại là chúng ta, thị trường chúng ta đã đóng cửa khoảng tầm 960 điểm, và như vậy thì lại tiệm cận lại về cái vùng ở đây, tức là đâu đó khoảng gần 10 điểm nữa, đúng không ạ? Còn khoảng 10 điểm nữa thì lại về lại đúng cái vùng kháng cự ở đây. Mà 10 điểm đối với VN Index của chúng ta thì chúng ta cũng có thể biết rồi, ví dụ như là mã SAB. Lúc nãy chúng ta cũng không phân tích mã SAB, nhưng mà SAB thì trong những bản tin phân tích trước thì cũng có đề cập đến khả năng SAB sẽ tiệm cận về vùng giá, sẽ tiệm cận về vùng 280 ở trong cái nhịp sóng này. Thì cũng đã có những phiên tiệm cận về vùng 280 nhưng mà không đóng giữ được. Thì ví dụ như là SAB đã có những cái phiên tăng trong cái nhịp này từ 240 lên về vùng 280, tức là tăng 40 giá, thì nó cũng đã đóng góp vào cái việc là giữ nhịp cho thị VN Index của chúng ta tránh bị giảm sâu đó. Thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy một cái bức tranh tổng thể là thị trường của chúng ta đang có những mã cổ phiếu neo giữ chỉ số, nhưng xét ở trong cái danh mục của quý anh chị nhà đầu tư thì cái danh mục đấy nó đã bị lỗ đi rất nhiều. Tức về bản chất là có thể thị trường tăng điểm mạnh nhưng danh mục của chúng ta không tăng điểm, mà khi thị trường giảm mạnh thì những cổ phiếu của chúng ta ở trong danh mục lại giảm mạnh theo thị trường, thì thường là như vậy. Thì đấy là cái xu thế của thị trường. Thì đối với VN Index thì trên các cái chỉ báo kỹ thuật hiện tại mà Hùng nhìn thấy dòng tiền thì Hùng đánh giá rằng là cái lực hồi từ vùng 950 sẽ đủ đánh T cộng, tức là đánh T cộng 3. Và cái lực hồi này thì cũng có thể đạt được tiệm cận về vùng 970. Trên cái góc độ mà hiện tại thì Hùng khuyến nghị các anh chị là chúng ta mở mua mới hết sức thận trọng. Một số các anh chị hỏi là thế tại sao trong trong tuần vừa rồi không có khuyến nghị mua bán, thị trường như thế chúng ta mua để làm cái gì? Chúng ta cũng có thể biết rằng là cái cơ hội để chúng ta thành công ở trên thị trường không phải là chúng ta cứ mua bán liên tục. Bản thân là Hùng không giống như những Hùng đã nói rồi, tức là góc độ của Hùng là Hùng nhìn ở dưới góc độ đầu tư. Khi thị trường xấu, khi thị trường không tốt thì chúng ta tạm thời chúng ta dừng lại để chúng ta quan sát, và khi thị trường nó rõ ràng xu thế thì khi đó chúng ta đầu tư cũng chưa vội. Khi một cái xu thế mà thị trường tăng mạnh thì không chỉ là tăng có một ngày mà sẽ tăng một tuần, thậm chí 2-3 tuần. Và khi mà thị trường giảm mạnh thì không chỉ giảm có một ngày mà sẽ giảm 2-3 không chỉ giảm có một tuần mà sẽ giảm 2-3 tuần đó. Thì chúng ta không có gì phải vội vàng cả. Khi mà thị trường xấu chúng ta tạm thời chúng ta lắng nghe, chúng ta quan sát. Phiên ngày cuối tuần là một phiên khá là hưng phấn đối với nhà đầu tư. Thì những anh chị nào mà mua được phiên trong phiên ngày thứ 6 thì thứ 6 ngày hôm nay thì ok, chúng ta sẽ đủ để chúng ta đánh T cộng. Nhưng sang đến tuần ngày thứ 2 và thứ 3 ở đầu tuần thì Hùng khuyến nghị và các anh chị là chúng ta phải hết sức thận trọng. Phải hết sức thận trọng khi chúng ta mở những cái điểm mua mới. Quan điểm Hùng là như vậy. Khi nào mà không chắc chắn thì Hùng không có khuyến nghị các anh chị chúng ta đầu tư đó, và khi nào có một những tín hiệu chắc chắn rồi thì chúng ta hãy đầu tư. Thì đối với VN Index của chúng ta thì Hùng phân tích như vậy, có lực hồi và lực hồi này thì chưa thực sự là mạnh, lực hồi này thì chưa thực sự là mạnh. Và khi mà phân tích những cái mã cổ phiếu dòng ngành để hỗ trợ thị trường thì hiện tại là đang có những cái mã cổ phiếu mà nó đỡ một cách gọi là rất là thần tốc, như là SAB đó. Như là SAB đúng không? Rồi là ngày hôm nay thì có mã cổ phiếu GAT cũng tăng khá là mạnh.
GAP tăng khá là mạnh. Thêm một mã cổ phiếu nào tăng mạnh nữa? À, họ nhà VIX, Vinhome. Vinhome và VIX thì đấy, những cái mã cổ phiếu đấy nó đã chiếm cái phần điểm tăng ở đây rất là nhiều rồi, thì dẫn đến cái việc là Hùng đánh giá rằng cái xu thế chung của thị trường nó vẫn đang còn tiềm ẩn rất nhiều những cái yếu tố rủi ro. Đó, tiềm ẩn rất nhiều những yếu tố rủi ro và chúng ta cũng phải cần hết sức là thận trọng. À, còn đối với HNX Index thì ngày hôm nay cũng có một cái lực hồi, nhưng mà lực hồi này thì đấy, nó cũng sẽ có thể là nó sẽ tiệm cận lại về vùng kháng cự mạnh của đây, cũng chỉ số đấy khoảng tầm vùng 105. Vùng 105 đến vùng 106. 105, vậy là còn 2 điểm nữa. Và những cái lực hồi này thì Hùng cũng đánh giá không thực sự là tích cực khi mà dòng tiền tiếp tục suy yếu. Khi dòng tiền tiếp tục suy yếu cho thấy rằng là những cái lực hồi đó nó chỉ tập trung vào các cái mã cổ phiếu cơ bản và tập trung vào trụ, chứ nó không có sự lan tỏa chung của toàn bộ thị trường. Và đấy cũng là một điều dễ hiểu, bởi vì trong tuần vừa qua thì những cái phiên sát thương rất là mạnh, những phiên sát thương rất là mạnh, dẫn đến cái việc là sau những phiên sát thương đó thì gần như là tâm lý của các nhà đầu tư thường là chưa ổn định trở lại, và mọi người thì đang mang một cái tâm lý nghi ngờ về thị trường, nên dẫn đến cái việc là dòng tiền có thể là nó đang bị yếu. Và phiên thứ hai và phiên thứ ba tuần tới sẽ là những cái phiên bản lề để giúp cho chúng ta có những cái định hướng về xu thế thị trường. Còn quan điểm hiện tại của Hùng Lê thì Hùng Lê vẫn duy trì ở một cái quan điểm nó khá là thận trọng. Ok, phần thứ ba thì Hùng sẽ đi phân tích một số các cái mã cổ phiếu, một số các cái mã cổ phiếu mà đang có những cái dấu hiệu khá là tốt. Thì lúc nãy đối với mã cổ phiếu VDC thì Hùng cũng đã có nhấn mạnh các anh chị rồi, đúng không ạ? Mã VDC có thể canh mua ở quanh vùng khoảng vùng 121.5 đến vùng 122, thì vào VDC khá là tốt. Mã cổ phiếu thứ hai nữa là VGC. VGC thì những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại đã cho thấy rằng VGC đã bẻ lại được cái pha xu thế, và chúng ta chờ những cái tín hiệu của VGC khi bứt phá qua vùng 20.5 và vùng đặc biệt là vùng 21 về dòng tiền, để chúng ta có thể xác định và chúng ta có thể tham gia ngay VGC ở những cái vùng đầu tiên đối với hai mã cổ phiếu mà Hùng đã phân tích từ lúc nãy. Đối với dòng bất động sản thì chúng ta cũng có thể điểm lại một số cái mã cổ phiếu: Nam Long, SDI, NLG. Nam Long thì trên cơ sở là trong những bản tin phân tích tuần trước thì cũng có đề cập đến cái vùng giá 30 bị gãy, thì như thế là chúng ta có thể bán để chúng ta chốt. Và Nam Long có một phiên cuối tuần hốt lên để lấp lại toàn bộ những cái gãy ở trước đây. Tuy nhiên là cái việc lấp này thì cũng khá là khó để chúng ta có thể dự báo được cái kịch bản tiếp theo của Nam Long. Nhưng mà lực hồi thì có thể khi tiệm cận về đến vùng 31 ở đây thì Nam Long lại có 31 ở đây thì Nam Long lại có những cái trạng thái lình xình đi ngang. Đối với Nam Long hiện tại không khuyến nghị các anh chị chúng ta mở mua. SDI thì đã khuyến nghị là trong những cái bản tin phân tích trước thì có thể là SDI đang có thể là đánh sâu tiệm cận về đâu đó khoảng vùng 65. Tuy nhiên là SDI đã không về đến vùng 65, thì xu thế hiện tại của SDI thì đang có một cái lực hồi khá là tốt. Khá là tốt thì khả năng thì SDI lại hồi lại về vùng đây khoảng vùng 74. Khả năng SDI lại hồi lại về vùng 74. Những cái điểm mua của SDI thì sau những cái phiên mà tăng như thế này thì cái đoạn sau này Hùng cũng không có kết cái cách mua của những mã cổ phiếu như vậy. VRE đã phân tích. ITA, đối với ITA thì vẫn một cái nền Hùng vẫn kỳ vọng ITA có một cái nhịp đánh sóng dài, và cái nền mà chúng ta có thể gom cổ phiếu ITA quanh vùng 2.9 đến vùng 3 chấm để tham gia một nhịp dài của ITA. ITA thì đang có một cái nền tích lũy. Tuy nhiên là cái lượng cầu của ITA hiện tại thì nó cũng khá là bấp bênh, nó không ổn định lắm. VGC thì đã phân tích rồi. Thêm một mã cổ phiếu nữa, Novaland. Novaland thì lúc nãy Hùng cũng đã nhấn mạnh rồi.
Novaland trong bản tin tuần trước thì đã khuyến nghị các anh chị ở vùng 59.5, và trong nhịp này thì cũng đánh giá rằng Novaland khả năng có một cái nhịp hồi, thì đây cũng là một cái mã cổ phiếu mà có thể tham gia đầu tư. TDH, mã TDH. Đối với TDH thì trong những bản tin phân tích tuần trước, đúng không ạ, Hùng cũng có đề cập đến cho các anh chị TDH có một cái nền tích lũy ở đây khoảng nền 11.5 đến nền 12. Và cái nền này thì cũng đang đánh giá khá là ok. Thì trong một cái nền tích lũy thì thường là khi cổ phiếu ở trong nền tích lũy thì chúng ta sẽ mở mua 1/3 số chúng ta định mua, và sau đó thì chúng ta chờ những cái tín hiệu kỹ thuật của cổ phiếu tốt hơn thì chúng ta sẽ mở những cái điểm mua mới. Thì đối với hiện tại, xu thế hiện tại của TDH thì Hùng đang đánh giá là TDH đã có hình thành một cái nhịp tăng ở đây. Thì đối với TDH thì cũng là một mã cổ phiếu mà chúng ta có thể tham gia đầu tư ở trong giai đoạn hiện tại. Chứng khoán thì có HCM, SSI phân tích rồi, Hùng sẽ phân tích mã cổ phiếu SHS. Đối với SHS thì khi chạm về vùng hỗ trợ ở đây trong bản tin phân tích tuần trước, đúng không ạ, Hùng có đề cập đến nền giá 11 thì khả năng là khi chạm về nền 11 thì nó sẽ có những cái lực hồi. Thì trong tuần SHS đã chạm về vùng 11, và khi chạm về vùng 11 thì chúng ta thấy được rằng cái lực cầu bắt của SHS khá là tốt và đã đưa SHS trở lại về cái nền tích lũy ở đây là nền 11.5 đến nền 12. Đến nền 12 thì như thế nó lại là khá là ok. Tuy nhiên là khi mà chạm về cái vùng này, tức là đây nó có cái vùng 12 đến khoảng vùng 12.3 đâu đó, đúng rồi, 12.3, thì là SHS lại gặp những cái vùng đây, những cái vùng này là những cái vùng phân phối khá là mạnh, thì cổ phiếu nó lại phải lình xình và nó sẽ phải hấp thụ hết. Tức là nếu mà có những cái yếu tố tạo lập mà đánh tiếp thì cổ phiếu này cần phải hấp thụ hết toàn bộ cái lượng hàng ở đây và tiếp tục để đẩy đi lên. Thì chúng ta sẽ quan sát những cái tín hiệu kỹ thuật của SHS để chúng ta có thể đưa ra những cái nhận định tiếp theo. Trong dòng dầu khí thì còn duy nhất mã cổ phiếu Đạm Phú Mỹ là chưa phân tích. Thì đối với Đạm Phú Mỹ thì Hùng có đánh giá rằng ở đây Đạm Phú Mỹ có một cái nền tích lũy khá là đẹp ở quanh vùng nền 17 đến 17.5, và hiện tại thì đang có những phiên đánh lên và lình xình lại ở quanh nền 18. Thì với xu thế hiện tại thì Hùng chưa thấy được lực đánh mạnh của dòng tiền. Thì khả năng cao thì cổ phiếu này vẫn đi ngang ở đâu đó khoảng quanh vùng 17.5, quanh vùng nền 17.5 đến khoảng vùng 18 thôi, quanh vùng này để tích lũy lại. Thì trong cái nền tích lũy thì chúng ta có thể đầu tư, cái cách đầu tư là ở vùng nền tích lũy thì chúng ta có thể mở mua 1/3 số chúng ta định mua. Ví dụ chúng ta mua 10.000 thì chúng ta có thể mở mua tham gia 3.000 tại đây, và khi 3.000 tại đây mà khi mà cổ phiếu mà nó bị gãy pha xu thế không đúng với xu thế phân tích của chúng ta thì chúng ta có thể cắt 3.000 đó, và khi nếu chúng ta đúng với cái nhịp độ phân tích của chúng ta thì chúng ta lại có thể mở mua thêm để gia tăng tỷ trọng. VDC đã phân tích rồi, chúng ta xem cổ phiếu NCT. Đối với NCT thì đã chia, đây là một nhịp đã chia, NCT đã chia vùng nền, NCT đã chia rồi. Hiện tại thì NCT cũng chưa có gì đột biến khi mà NCT bị gãy cái nền tích lũy ở đây. Khả năng cao thì đối với cổ phiếu này thì cũng sẽ không giảm sâu, và ở đây là có một cái ngưỡng hỗ trợ của nó 68.5, khả năng thì cũng chỉ chạm về vùng 68.5 thôi. Đây là cái vùng trước chia thì chúng ta bỏ cái này đi, khả năng thì cũng tiệm cận về vùng 68.5, và cái nền tích lũy của cổ phiếu này là nó nằm ở dưới này, bởi vì là sau khi chia 65 đó thì khả năng là cũng chỉ chạm về cái biên trên thôi, chạm về biên trên. Để đầu tư cổ phiếu này thì hiện tại chúng ta sẽ chưa tham gia, bởi vì đường MACD cũng đang bị mở rộng rất là xấu. HVN
Đối với HVN thì HVN đã có một cái nhịp sau khi chia. HVN sau khi chia. Và HVN thì cũng có đề cập đến ở đây, tức là cái nền tích lũy của HVN ở đây là nền giá 41 đến nền 39 đến nền giá 41, thì sau khi mà HVN rơi về chạm biên trên thì HVN lại có những cái phiên đánh lên. Phiên đánh lên ở đây rất là đẹp. Hiện tại thì về cơ bản là HVN chỉnh như thế này rất là đẹp và không chỉnh sâu. Không chỉnh sâu, và cái những cái phiên chỉnh ở đây thì cái dòng tiền nó khá là yếu, lực đánh mạnh lại của HVN thì cái cơ hội mà HVN đi lên tiếp là còn. Và cái mục tiêu của khi mà những tín hiệu kỹ thuật của HVN không bị gãy như hiện tại thì HVN có thể đi về vùng giá 48. 48 đến vùng 50, tức là cái vùng ở đây, cái mục tiêu của HVN ở đây là cơ hội đi lên nó vẫn còn. Ok, thì đối với HVN thì các anh chị, nếu mà chúng ta có thể là phiên thứ hai thì HVN có cơ hội test lại ở quanh vùng giá 42.5. HVN có thể có những cái cơ hội test lại ở quanh vùng 42.5. Thì test khi mà test lại vùng 42.5 thì chúng ta cũng có thể tham gia. Đây nó đang bị trùng đường. 42.5. 42.5 thì chúng ta cũng có thể tham gia mở mua đối với HVN, bởi vì vùng đánh giá đang hiện tại HVN thì cái xu thế hiện tại đang khá là tốt, và cái lực hồi này, cái điểm giảm của HVN, tức là điểm gãy kỹ thuật của HVN khá ok. Sao chia? Hòa Phát đã phân tích, Hùng đã phân tích tiếp mã cổ phiếu Bagona. Đối với Bagona thì trong cái giai đoạn vừa qua nó đánh cũng khá là nhì nhằng. Một cái nền tích lũy của Bagona ở đây, nền 17 đến nền 17.3. Sẽ kéo dài lại một tí đằng này để chúng ta nhìn một cách nó nền 17 đến nền 17.3, thì cứ mỗi lần chạm về đây thì Bagona lại đánh lên xong lại gãy. Lực đánh xu thế hiện tại thì đang lình xình, và ông đánh giá rằng ở đây cái vùng lình xình quanh 17.5 này thì chưa thể bứt thoát lên được, và sẽ cần những cái lượng cầu và cái thời gian để nó hấp thụ hết những cái lượng hàng ở đây. Trên xu thế hiện tại thì Hùng cũng chưa nhìn thấy cái động lực mạnh của cổ phiếu Bagona, thì khả năng thì cái xu thế vẫn đang là cái xu thế mà tích lũy lại ở vùng 17.5 đến vùng 18 trước khi có những cái tín hiệu tiếp theo của cổ phiếu Bagona. Họ nhà Viettel thì chúng ta có thể thấy rằng Viettel Post VTP sau khi chia. Viettel Post sau khi chia thì đã có một cái nền đánh khá là tàn bạo và dã man khi mà lực cầu quay trở lại. Khi mà lực cầu quay trở lại đang khá là tốt ở đây thì xu thế hiện tại của Viettel Post thì như thế này, thì xu thế hiện tại là lại tiếp tục cuộc hành trình đi lên. Và một số các anh chị thì có hỏi Hùng là có tham gia Viettel Post không, thì về cơ bản là Viettel Post đã bứt phá qua cái nền ở đây là nền giá 130 138, như thế là tốt. Và bây giờ mua đuổi thì nó cũng khá là rủi ro. Tuy nhiên là đối với mã cổ phiếu Viettel Post này thì chúng ta không đánh theo kỹ thuật, mà chủ yếu là các cái yếu tố về đội lái người ta đang đánh cái mã cổ phiếu này, và chúng ta cũng có thể neo theo, chúng ta canh ở những cái vùng giá đỏ đỏ ở đâu đây, nếu mà chúng ta có được đâu đó ở khoảng quanh vùng giá 145 có không nhỉ, khoảng quanh đấy mà tham gia được thì cũng tốt, có thể tham gia được. Ok, một mã cổ phiếu thứ hai của họ Viettel đấy là VGI. Đối với VGI thì trong những bản tin phân tích tuần trước thì Hùng cũng có đề cập đến mã cổ phiếu này, và một cái sóng dài Hùng phân tích thì VGI trong nhịp này có thể tiệm cận về vùng 34 đến vùng 36.
Trong cái nhịp chỉnh vừa qua thì cũng có đề cập đến VGI có khả năng là sẽ chỉnh về tối đa quanh vùng 25.7 và tích lũy tại đây để có thể có những phiên để chúng ta có thể đánh vượt thoát đi lên để chờ một cái cơ hội sóng mới, sóng sóng tiếp theo. Tín hiệu tại của VGI khá là tốt, khá là ok. Đã đánh đúng về điểm kỹ thuật, điểm gãy ở đây khoảng vùng 25.7 và đã có những phiên để hút dòng tiền đi lên. Phiên cuối tuần khá là tốt khi VGI lấy lại mốc 28 và từ mốc 28 để đánh về mốc 30 còn khoảng 2.000 nữa thì Hùng hoàn toàn kỳ vọng một cái lực đánh Hùng hoàn toàn kỳ vọng một cái lực đánh của Hùng hoàn toàn kỳ vọng một cái lực đánh của VGI. Lực đánh của VGI sẽ tiệm cận lại về vùng giá 29 ở đây, còn 1.000 nữa sẽ đánh lại tiệm cận về vùng giá 29 và có những phiên vượt thoát để đi lên target. Phân tích thì đối với mã cổ phiếu VGI, Hùng đánh giá vẫn là một mã cổ phiếu rất là tốt của team. VTK và CTR, ok, ta xem mã cổ phiếu VTK chưa có gì đột biến. CTR CTR thì đang 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 hồi lại nhưng mà chúng ta vẫn đang đang chờ để có khả năng sẽ chỉnh về khoảng vùng 24. Nhưng mà lực cầu thì cũng khá là tốt, khả năng thì sẽ đánh lại về vùng 29. Nhưng mà quan điểm của Hùng thì những cái điểm mà chơ vơ thế này thì chúng ta cũng không tham gia bởi vì nó cũng khá là khó để chúng ta tiên lượng được những cái đường đi tiếp theo của cổ phiếu. NT2. Đối với NT2, nền tích lũy của NT2 26.5 đến nền 27 vẫn ở đây thôi. Dòng tiền tiếp tục cạn thì như vậy là theo cái tiên lượng của Hùng Lê thì khả năng là sẽ cạn cạn một vài phiên và sẽ có những phiên đánh kiểu như này, tức là đánh kiểu dốc ngược lên, đánh kiểu dốc ngược lên. Và đối với NT2 thì hình như là trong những cái bản tin phân tích trước đây thì cũng có đề cập đến việc là NT2 đang đánh theo những cái sóng đi rất là đẹp và đầu tiên thì NT2 sẽ tiệm cận đâu đó về khoảng nền 30, sau đó thì khi về đến nền 30 thì chúng ta sẽ tiếp tục để chúng ta phân tích. Cái lực hồi của NT2 hiện tại ở trên biểu đồ đến tuần thì nó cũng chưa thực sự là tích cực. Trên biểu đồ đến ngày thì đã lấy lại được cái nền 27. Nhưng mà dòng tiền đang thực sự yếu thì đối với NT2, những anh chị nào mà chúng ta xác định đầu tư cổ phiếu này thì chúng ta cũng có thể mở mua 1/3 số định mua ở quanh nền giá 27 để chờ những cái nhịp đánh tiếp theo của VGE. GEG. Đối với GEG thì Hùng đã phân tích rất là dài đối với một cái điểm tì ở đây là khoảng nền 21. Nền 21 sẽ đánh giá cái sự vận động của mã cổ phiếu này. Ở đây cũng là một mã cổ phiếu về ngành điện thì nếu như vùng 21 bị phá vỡ. Vùng 21 bị vỡ thì nó sẽ có những cái nhịp đánh xuống, còn nếu tại vùng 21 không vỡ mà vượt thoát đi lên được. Vùng 21 không vỡ và có những phiên hút lại dòng tiền thì nếu có những phiên hút lại dòng tiền đánh vượt thoát về vùng 24. Đầu tiên sẽ đánh về khoảng vùng 23 nhưng mà cái đích đến đầu tiên nó phải đánh vượt thoát được vùng 24, tức là vùng đỉnh cũ của GEG, thì lúc đó thì những cái cơ hội mà cổ phiếu này sẽ có khả năng đánh tiếp là còn. Tuy nhiên đối với GEG thì đã có một cái nhịp tăng khá là mạnh rồi. Các anh chị chúng ta lưu ý, những anh chị nào đang cầm nắm giữ cổ phiếu này thì lưu ý cho Hùng một cái điểm tì. Ở đây là điểm tì 21. Thủy sản này, chúng ta xem VHC, ACV. Đối với VHC thì có một cái điểm kỳ bật ở đây 89. Điểm này mà tích lũy lại được thì cơ hội về vùng đỉnh cũ, còn nếu mà điểm này bị gãy thì VHC sẽ rơi rất là mạnh. Anh chị lưu ý vùng điểm kỳ bật đấy, ANV. Đối với ANV thì như vậy là ANV đã giảm về đến cái vùng hỗ trợ của ANV ở đây 28, đúng không ạ? Trong bản tin phân tích cùng Lê thì cũng có đề cập đến nền 28. Tuy nhiên những cái điểm gãy của ANV nó khá là mạnh, anh chị, khá là mạnh thì
cái việc mà cổ phiếu hồi phục sau những cái điểm gãy như thế này thì nó sẽ phải cần có thời gian, và khả năng thì cái vùng tích lũy mà để mà hồi phục lại thì vẫn phải là vùng 26. Tức là cái nhịp gãy này của ANV khả năng nó vẫn phải gãy tiếp, tức là nó sẽ hồi phục ở đây một hai phiên và sau đó thì nó sẽ hồi phục lại về đến 26. Thì đối với ANV là như vậy. Chúng ta xem các mã cổ phiếu công nghiệp D2D và NTC. Đối với D2D thì cũng có đề cập đến vùng test chỉnh tối đa, có thể nó sẽ chỉnh về vùng 130. Và sau đó thì D2D sẽ tiếp tục đánh lên. Trên xu thế hiện tại thì target vùng phân tích ở đây là D2D có thể đánh về vùng 160. Như vậy đâu đó còn chạy, nếu mà chỉnh về vùng 130, đây trong tuần thì cũng đã có những phiên gần về vùng 130. Thì đâu đó còn chạy khoảng tầm độ 30k nữa thì về đến vùng target phân tích. Thì đối với mã cổ phiếu này là một mã cổ phiếu thanh khoản khá là thấp, nhưng anh chị nào mà tham gia đầu tư thì chúng ta cũng có thể tham gia với một tỷ trọng vừa phải, bởi vì là thanh khoản mỗi phiên nó chỉ đạt được khoảng tầm độ 50.000, 50.000 đến 60.000 thôi. NTC, khu công nghiệp Nam Tân Uyên. Đối với NTC thì cũng có đưa ra một kịch bản là có thể chỉnh về đâu đó khoảng vùng 130, cũng hoàn toàn tương tự như là mã cổ phiếu D2D. Tuy nhiên là NTC thì rất là khỏe, rất là trâu. Các anh chị có thể nhìn thấy là trong tuần thì chỉ chỉnh tối thiểu về đến đâu ạ? Về đến 135. Tức là không không về được đến vùng 135 cơ. Hình như là chạm được về vùng 135 thì sau đó thì là NTC lại lại hút hút lên, thì như thế là một cái mã cổ phiếu rất là mạnh. Và hiện tại thì đã tiệm cận về đến vùng đỉnh cũ, với dòng tiền hiện tại đang khá là thấp, đang khá là thấp, cho thấy rằng là cái xu thế mà cổ phiếu này tiếp tục đi lên là còn, tức là tiếp tục mà để đánh lên nữa là còn. Thì cái target ở đây bây giờ là vùng 140 thì có thể là để đánh chạm về vùng 180. Khả năng là sẽ đánh chạm về vùng 180, ok, khả năng là vùng này thì nó hợp lý. Rất là khỏe, cổ phiếu NCT rất là khỏe. Khoảng vùng 180 là nó hợp lý ở vùng 180 đối với trong nhịp đánh này. Ở hiện tại thì chưa có những cái dấu hiệu mà cho thấy rằng NCT sẽ dừng cuộc chơi tại vùng giá 143. Một số các mã cổ phiếu đầu cơ thì Hùng sẽ không phân tích ở trong này. Các anh chị có thể, nếu mà có cần phân tích những cái mã cổ phiếu nào thì có thể là có thể chat ở trên dòng thời gian. Một số các mã cổ phiếu khác, MWG, FPT, những mã cổ phiếu này đã phân tích rồi. Chúng ta sẽ phân tích tiếp mã cổ phiếu DigiWorld, DGWK. Đối với DGWK thì một cái nền ở đây là khi Hùng phân tích cũng có đánh giá nền 22.5 đến nền 23, nhưng mà sau đó thì trong tuần thì nền này nó bị gãy, thì sau đó thì Hùng có đề cập đến một cái nền hỗ trợ ở 22, tức là cái nền 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 thấp ở đây thì cũng đã bị gãy nốt, và sau đó thì phiên cuối tuần thì mới lấy lại được. Thì trên xu thế hiện tại thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là khi mà cổ phiếu này lấy lại được nền giá 22, cổ phiếu này lấy lại được nền giá 22, tức là nó đã cầm được cái đà rơi, thì như thế là cái tín hiệu tích cực của cổ phiếu này nó sẽ tốt hơn. Tuy nhiên là trong ngắn hạn thì những yếu tố tạo lập của DigiWorld thì hiện tại thì như thế, nó sẽ cần thời gian nhiều hơn. Nó sẽ cần thời gian nhiều hơn để nó có thể tạo lập lại tại vùng này. Nhưng mà đối với DigiWorld, Hùng đánh giá rằng là chúng ta cũng cần phải quan tâm cổ phiếu này ở quanh vùng giá 22, quanh vùng giá 22 đối với mã cổ phiếu DigiWorld. Chúng ta cùng phân tích mã cổ phiếu PTB Phú Tài. Đối với PTB thì đây cũng là một cái mã cổ phiếu khá là tốt. Khi PTB đã có những cái nhịp đánh lên ở đây, đã chạm đến khoảng vùng 66 và chạm kênh trên, thì PTB đã có nhịp giảm
Và cái nhịp giảm này thì Hùng có đề cập đến ở trong bản tin tuần trước là có thể tiệm cận về đâu đó khoảng vùng giá 63. Tiệm cận về dùng vùng giá 63 thì vùng giá 63 chúng ta sẽ xem những cái phản ứng của cổ phiếu này. Hiện tại thì khi về đến vùng giá 63 thì cổ phiếu này đã có một cái lực hồi. Đã có lực hồi, tuy nhiên cái lực hồi này thì Hùng đánh giá cũng chưa thực sự là tích cực, chưa thực sự là tích cực. Bởi vì là dòng tiền cũng đang khá là yếu, dòng tiền cũng đang là khá là yếu thì khả năng cao thì cổ phiếu này vẫn phải tích lũy lại ở vùng giá 63 ở đây. Sẽ tích lũy lại ở vùng giá 63 một vài phiên và thậm chí là phiên trong những phiên tuần tới thì cổ phiếu này cần phải tích lũy lại ở đây. Trước khi mà phát đi những cái tín hiệu tiếp theo. Trước khi mà phát đi những tín hiệu tiếp theo, còn dòng tiền hiện tại đang khá là yếu. Nếu mua thì sẽ phải mua ở vùng giá vùng giá chỉnh 63, còn khi mà cổ phiếu này đã có những cái nhịp nhúc nhác đi lên ở đây thì chúng ta chưa tham gia bởi vì dòng tiền hiện tại của cổ phiếu này đang không thực sự là mạnh. Chúng ta cùng xem mã cổ phiếu STK. STK cũng là một cái mã cổ phiếu mà ông đánh giá rằng cái tính tạo lập của cổ phiếu này khá là tốt. Thì trong những bản tin phân tích tuần trước thì cũng có đề cập đến việc STK có thể chỉnh về ở cái vùng hỗ trợ ở đây là vùng nền 24. Đây là những cái vùng nền mà STK sẽ có thể test chỉnh về quanh đây và phiên cuối tuần thì STK đã lấy lại được cái nền 24. Như thế là khá là tích cực và có thể từ nền 24 này thì cũng đánh giá rằng có thể STK sẽ đánh đâu đó tiệm cận về nền 30. Đánh tiệm cận về nền 30. Ok. KSB và HT1. Đối với KSB thì như thế này là xấu, tức là khi đã gãy cái vùng nền tích lũy này đã có những cái lực cầu vào ở vùng 22 đến 23.5 và sau đó bị gãy đi thì những cái lực hồi này thực sự là nó hồi theo nhịp chung của thị trường thôi, chứ còn lại nếu mà xét trên yếu tố góc độ kỹ thuật thì lực hồi này nó sẽ không ok và chúng ta sẽ không tham gia mã cổ phiếu KSB nữa. HT1. Đối với HT1 thì chúng ta có thể nhìn ở trên cái góc độ nến tuần thì nó hợp lý hơn. Trên góc độ nến tuần thì nó hợp lý hơn, đó là đối với HT1 thì cũng có đề cập đến là có thể nó sẽ chỉnh về đâu đó nền 16.2. Nền 16.2 ở đây và sau đó thì lại có những cái phiên ngúc ngắc đi lên. Thì đối với HT1 thì nếu xét ở đến ngày thì đã có những phiên gãy nền 16, tức gãy cái kênh xu thế, nhưng mà phiên cuối tuần thì đã lấy lại được kênh xu thế, đấy là lấy lại về vùng nền giá 16. Tuy nhiên dòng tiền thì nó không thực sự là tốt, không thực sự là tốt. Những cái đặc điểm của cổ phiếu HT1 này thì các anh chị có thể cũng có thể nhìn thấy là những cái phiên mà lấy lại thì thường là những cái phiên mà thanh khoản khá là thấp và sau đó thì sẽ có những phiên hút lên rất là mạnh, thì cái tín hiệu dòng tiền của HT1 thì nó không thực sự là đồng đều nhau. Còn xét về yếu tố đầu tư thì chúng ta cũng có thể canh, chúng ta mở mua cổ phiếu này 1/3 đến 1/4 số định mua ở quanh vùng 16 đối với HT1. Một số các cái mã cổ phiếu vừa mới lên sàn LMH. LMH thì sau khi đã chạm về đây là vùng đỉnh cũ ở đây khoảng vùng 15 thì đã có những cái dấu hiệu phân phối. Dấu hiệu phân phối, những anh chị nào đang nắm giữ cổ phiếu đấy thì chúng ta cũng có thể canh để chúng ta ra. Ngày hôm nay thì có một mã cổ phiếu là HVH đã giảm rất là mạnh, một số các anh chị có hỏi Hùng ở trên Zoom. Thì đối với HVH ở đây thì các anh chị có thể nhìn thấy rằng là cái vùng HVH đã có một cái nhịp đi cũng khá là mạnh từ vùng 19 lên đến tận vùng 28. Và những cái điểm hồi kỹ thuật ở đây thì lại một lần nữa chạm về vùng 28, tức là chạm về chưa chạm về 28, 27.5 và sau đó thì phiên ngày hôm nay là một cái phiên gần như là cái phiên phân phối hết tất cả những cái lượng hàng. Thì với tín hiệu kỹ thuật hiện tại như vậy thì HVH đã gãy đường kênh, gãy cả ngưỡng hỗ trợ 26, thì như thế thì xu thế hiện tại của HVH sẽ chỉnh về đâu đó khoảng về đây, về lại cái nền này thì về vùng 24 thì HVH sẽ cầm lại đà rơi và sẽ xem những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của HVH tại đây.
SZC. SZC, SZC thì rất là mạnh, quá là mạnh đối với cổ phiếu này, yếu tố tạo lập quá là tuyệt vời. Khi mà trong tuần thì cũng có đề cập đến là khả năng trong cái nhịp chỉnh này thì nó sẽ chỉnh về đâu đó khoảng tầm độ vùng 17 cơ. Chỉnh về vùng 17 rồi sau đó mới đánh lên, nhưng mà không chỉnh về đến vùng 17 thì chạm về đến vùng 18. Chạm về đến vùng 18 ở đây và sau đó đánh lên, và phiên cuối tuần thì gần như là cổ phiếu này đã đánh vượt đỉnh, đánh vượt vùng 19.5. Đánh vượt vùng 19.5 là một trong những cái vùng cực kỳ tốt, và đóng cửa ở vùng 20.5 quá là khỏe, và với một cái lực cầu rất là tốt, thì với tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì khả năng cổ phiếu này sẽ tiếp tục tăng, tiếp tục tăng giá. Mở mua thì có thể sẽ có những phiên test lại ở quanh vùng giá 20, hoặc là quanh khoảng vùng 19.6 đến khoảng vùng 20 thì có những phiên test lại ở quanh đây. Thì chúng ta có thể canh mua, chứ còn nếu mà mua đuổi thì quan điểm của Hùng là không nên mua đuổi, bởi vì mua đuổi như thế thì nó sẽ rất là nguy hiểm. TDM thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy. TDM cũng có một cái lực đánh của phiên ngày hôm nay là phiên đánh vượt vùng 30. Rất là tốt và rất là đẹp. Trong tuần thì ngưỡng hỗ trợ dưới 28, chạm về vùng 28 và TDM đã có một phiên đánh hút lên với một cái thanh khoản cũng khá là kinh khủng. Thì trên một cái góc độ phân tích hiện tại thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là những yếu tố tạo lập tiếp tục đánh mã cổ phiếu này, chúng ta có thể canh ở quanh vùng 30, những vùng test chỉnh để có thể tham gia mã cổ phiếu này đối với TDM. DDG thì không có những yếu tố đột biến, DDG thì rất là xấu, và gãy cái nền tích lũy này thì như thế là cũng khá là xấu. Ok, như vậy là chúng ta đã đi phân tích lại, điểm qua lại toàn bộ tình hình thị trường trong tuần vừa qua, cũng như có một vài các cái góc cạnh, những cái yếu tố để có thể nhận định cái xu thế thị trường trong tuần tới. Thì về cơ bản thì quan điểm của Hùng Lê hiện tại đó là những anh chị nào chúng ta đang nắm giữ cổ phiếu thì chúng ta sẽ canh nhịp hồi của thị trường để chúng ta chốt. Đấy là Hùng Lê nhấn mạnh lại cái quan điểm của Hùng Lê là như vậy. Quan điểm mở mua mới ở trong thời điểm hiện tại thì Hùng Lê khuyến nghị các anh chị chúng ta sẽ mở mua với một tỷ trọng vừa phải. Tức là ví dụ như chúng ta có vốn đầu tư, là Hùng nói đơn giản nôm na là chúng ta có vốn 100 triệu thì chúng ta sẽ mở mua tối đa khoảng tầm 50 triệu, tức là chúng ta sẽ nắm giữ một cái lượng tiền mặt và lượng tiền cổ phiếu nó là 50-50. Còn những anh chị nào đang full cổ phiếu thì chúng ta sẽ canh những nhịp hồi của thị trường tuần tới để chúng ta có thể canh chốt, bởi vì là cái nhịp hồi này thì Hùng đánh giá rằng là đủ để T cộng. Còn cái nhịp hồi mà để đánh mạnh lên hay không thì chúng ta sẽ căn cứ vào cái tình hình thực tế, và cái phiên ngày thứ ba tuần tới, phiên ngày thứ ba và phiên ngày thứ tư thì sẽ là những cái phiên bản lề để giúp cho chúng ta xác định được cái xu thế của thị trường nó rõ ràng hơn. Còn cái quan điểm hiện tại là khi mọi thứ chúng ta chưa rõ, thực sự rõ ràng thì chúng ta vẫn nên thận trọng với thị trường, bởi vì là cái cơ hội để đầu tư trên thị trường chứng khoán nó là rất là nhiều, và khi mọi thứ nó trở nên rõ ràng hơn thì chúng ta hãy đầu tư. Đấy là về mảng chứng khoán cơ sở, và về thị trường chung thì như vậy. Còn về phái sinh thì rõ ràng một điều là về phái sinh thì trong team của chúng ta có một cái team về phái sinh cũng rất là mạnh, và chúng ta đã có những anh chị có những kinh nghiệm ở trên thị trường phái sinh rất là tốt, và sẽ có những cái lệnh ở đây thì các anh chị của chúng ta chỉ cần xem những cái tín hiệu của anh chị chat lên đây thì chúng ta có thể tham khảo. Tức là những cái lệnh này là chúng ta lấy đó làm tham khảo, và quyết định đầu tư thì vẫn ở quý nhà anh chị của chúng ta thôi. Đó, quyết định đầu tư thì vẫn ở chính mình. Những cái hỗ trợ của anh chị trong team của Hùng Lê thì nó mang một cái tính chất là để giúp cho chúng ta có một cái định hướng tốt hơn trong quá trình đầu tư. À,
Bản điểm tin của tuần này đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý anh chị nhà đầu tư. Chúc quý anh chị nhà đầu tư có một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ bên người thân và bên gia đình, và chúng ta cùng chờ đợi một cái tín hiệu tốt hơn của thị trường ở trong tuần tới, đủ để chúng ta, những anh chị nào mà chúng ta đang cầm nắm giữ cổ phiếu thì đủ để chúng ta có thể chốt chốt hàng, và những anh chị nào mà đã mở mua mới ở trong phiên ngày thứ 6, phiên ngày thứ 5 tuần vừa rồi thì cũng là cái cơ hội để chúng ta có thể hiện thực hóa lợi nhuận. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị nhà đầu tư trong những bản điểm tin tiếp theo.